Vùng Tây Nam Trung Quốc, một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới tự nhiên. Những ngọn núi tuyết phủ, thung lũng ôn đới và rừng nhiệt đới là nhà của một quần thể hoang dã tuyệt đẹp. Khoảng 1/2 số lượng chim và động vật của Trung Quốc sinh sống trong khu vực nhỏ bé này. Có nhiều loài không thể tìm thấy ở nơi nào khác trên trái đất. Nhưng vườn địa đàng này có một hàng xóm không dễ chịu chút nào. Nơi đó, tất cả các giống loài phải vật lộn để sinh tồn. Và trong khi dãy núi lớn nhất thế giới tiếp tục cao lên, ốc đảo bí mật này và những cư dân của nó theo cách nào đó vẫn phát triển. Thiên nhiên hoang dã Tây Nam Trung Quốc. Từ nhiều thế kỷ trước, Trung Quốc đã là đất nước đông dân nhất hành tinh, với khoảng 1,5 tỷ người chung nhau nguồn tài nguyên. Thiên nhiên thường được biết đến ở vị trí thứ hai. Những năm gần đây, biến đổi khí hậu và xói mòn đã gây ảnh hưởng xấu, làm cho khoảng 30% đất đai của Trung Quốc chuyển thành sa mạc. Những khu vực khô cằn và hoang vắng này mở rộng thêm 2.500 km2 mỗi năm. Nhưng riêng góc Tây Nam Trung Quốc vẫn là một ốc đảo bí ẩn, không giống bất cứ nơi nào khác. Chỉ riêng tỉnh Vân Nam đã có các loài thực vật có hoa đa dạng tương đương với toàn bộ bán cầu Bắc. Cuộc sống hoang dã ở đây thật trù phú, chiếm chưa đến 4% đất đai của cả nước. Đây là ngôi nhà của gần một nửa số sinh vật ở Trung Quốc. Đáng chú ý hơn, cuộc sống phong phú ở đây có được là do một vết nứt gãy địa chất tạo ra bởi một trong những sức mạnh vĩ đại nhất của tự nhiên. Khi dãy Himalaya tiếp tục cao lên và mở rộng về hướng Bắc, một nhịp sống rất khác biệt đã được tạo nên ở cực đông của nó tại miền Tây Nam Trung Quốc. Tỉnh Vân Nam có độ cao biến đổi từ những vùng thung lũng sông thấp đến những đỉnh núi cao tuyết phủ. Những con sông do băng tan từ cao nguyên Tây Tạng chảy xuống, uốn lượn giữa những thung lũng được rừng che phủ. Khu vực này là môi trường sống lý tưởng cho một trong những loài khỉ lớn nhất châu Á. Khỉ Tây Tạng là loài khá to lớn trong số các loài khỉ, còn được gọi là khỉ đuôi cụt Trung Quốc. Cơ thể chúng dài khoảng 70cm và có thể nặng tới 30kg. Chúng sống theo từng bầy khoảng 50 cá thể trong những khu rừng xanh mướt ở độ cao 2.000m so với mực nước biển. Cũng giống nhiều loài khỉ khác, nguồn thức ăn chính của chúng là lá cây và các loại quả. Dòng suối này có nước chảy quanh năm, đem theo cơ hội vớt hạt hoặc quả trôi xuống từ phía trên. Bà mẹ này có vẻ đã tìm được một nguồn thức ăn khác. Trong khi việc chảy lông làm tăng liên kết bầy đàn và giúp chúng thư giãn, thì nó cũng đem lại một món ngon mới lạ. Sau bữa sáng, những con khỉ đực con đốt cháy năng lượng của chúng. Trò đánh nhau không chỉ để mua vui, mà đó là một bài tập quan trọng, vì có thể ngày nào đó, các con đực này phải thật sự đánh nhau vì một con cái. Người mẹ này quyết định giữ khoảng cách với những cư dân khác phía dưới. Nó vừa mới sinh và muốn bảo vệ con mình. Sương sớm và lá cây giúp lũ khỉ giải tỏa cơn khát mà không cần phải xuống bên dưới mặt đất. Sự lựa chọn lười biếng này vô tình lại giúp chúng an toàn nhất theo nhiều cách. Con này đã tách biệt khỏi nhóm chính. Nó lục lọi đống lá cây với hy vọng có thể mang lại những phần thưởng nhỏ. Luôn luôn cảnh giác với xung quanh là yếu tố quan trọng để sinh tồn trong xã hội loài khỉ. Rắn hổ mang Trung Quốc dành phần lớn thời gian săn mồi gần sông suối. Nó là thành viên có nọc độc rất mạnh của gia đình rắn hổ mang. Người dân địa phương gọi chúng là rắn 100 bước. Những người dân sống tại nơi này tin rằng sau khi bị cắn thì một người chỉ có thể đi tối đa từng ấy bước chân trước khi chết. Còn một chú khỉ con thì có thể sẽ chết ngay lập tức. Việc đề cao cảnh giác không bao giờ là thừa thãi. Khi một con khỉ phát hiện ra sự xuất hiện của con rắn, nó sẽ cảnh báo cho cả bầy. Rút về nơi an toàn là luật đầu tiên của xã hội loài khỉ khi phát hiện nguy hiểm. Tuy khỉ không phải là con mồi của rắn hổ mang Trung Quốc, nhưng chỉ một nhát cắn phòng thủ của con rắn cũng có thể khiến con khỉ phải trả giá đắt. Trên độ cao khoảng 3.000m so với mực nước biển, những khu rừng của miền Tây Nam Trung Quốc có thể hứng chịu tuyết rơi và sương giá lên tới 280 ngày trong năm. Trong những tháng lạnh giá, rất ít người dám mạo hiểm thâm nhập vào những vùng đất khắc nghiệt bí ẩn này. Nơi đây cũng xuất hiện những tin đồn về các sinh vật thần thoại. Những con linh trưởng kỳ quặc này đã gắn với truyền thuyết về người tuyết qua nhiều thế kỷ. Được biết đến với cái tên khỉ mũi hách, chúng nổi tiếng với kiểu đi lại bằng hai chân giống con người, kết hợp với tiếng kêu quái lạ.
Không có gì đáng ngờ khi người dân địa phương nghĩ rằng họ đang phải đối mặt với một loài vật nguy hiểm. Việc thiếu xương mũi và cánh mũi phía trên tạo ra một chút bí hiểm. Khỉ mũi hách thường sinh sống ở những nơi cao hơn so với các loài động vật linh trưởng khác ngoài con người. Một nhóm khỉ ở phía bắc tỉnh Vân Nam cũng được phát hiện sống ở độ cao 4.700m so với mực nước biển. Ở độ cao này, nhiệt độ có thể xuống tới âm 40 độ C. Nhưng trong khi các loài động vật có vú khác tập trung về những thung lũng ấm áp hơn, thì loài khỉ mũi hách lại có cách tiếp cận độc đáo với những khu vực khắc nghiệt và ít thân thiện này. Bật nhảy với cả bốn chi mở rộng là một cách phổ biến để di chuyển giữa các cành cây. Chúng là những chuyên gia trên không và thường tiếp đất với hai chân. Lớp lông dày và rộng tạo thành lớp cách nhiệt cần thiết cho một môi trường giá lạnh. Tuy không có lá cây và sâu bọ trong suốt mùa đông, thì lá thông và vỏ cây vẫn mang lại bữa ăn đủ dinh dưỡng. Dù có cả một lượng thức ăn lớn sẵn có, thì tranh giành miếng ngon nhất vẫn là chuyện thường xuyên với thế hệ trẻ. Nhưng những con đực trưởng thành lại có các vấn đề quan trọng hơn để gây bất hòa. Tranh nhau con cái luôn là một trận chiến liên miên. Được trang bị những chiếc răng nanh nhọn quá khổ, một cuộc chiến ra trò có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Khi ánh sáng ban ngày bắt đầu tàn, tất cả sẽ phải tạm gác lại sự khác biệt của chúng. Tụ lại với nhau là bí quyết để sống sót, vì nhiệt độ ban đêm thậm chí còn xuống thấp hơn rất nhiều. Những chân đồi thấp hơn của tỉnh Vân Nam là môi trường lý tưởng của một trong những loài cây đẹp nổi tiếng nhất thế giới. Khoảng 90% loài thuộc họ đỗ quyên của thế giới có xuất xứ từ khu vực Himalaya. Ngoài việc cung cấp một nguồn thức ăn phong phú cho loài chim hút mật, thì những bông hoa còn cung cấp năng lượng cho một loài khác dành hầu hết cả ngày trên mặt đất. Loài sóc Himalaya sống ở độ cao 1.500 đến 3.500m. Sương đọng trên những cánh hoa giúp chú sóc này thỏa cơn khát. Dù hạt và quả là thức ăn chính, nhưng chúng cũng ăn cả những côn trùng ẩn náu trong cánh hoa. Những khu rừng chân đồi có khí hậu khác biệt này cũng là nhà của một trong những loài động vật ít được biết đến nhất thế giới. Gấu trúc đỏ chỉ hơi nhỉnh hơn một con mèo nhà. Chúng là loài sống đơn lẻ. Và mặc dù có cái tên như vậy, về mặt sinh học, chúng không liên quan gì đến loài gấu trúc to lớn mà đã được xếp vào giống loài riêng. Có mối liên hệ gần hơn với loài chuột. Gấu trúc đỏ không thể tiêu hóa chất xơ có trong hầu hết các loài cây. Do đó, thức ăn của chúng hầu như chỉ có trúc, loại thức ăn mà dạ dày của chúng có thể xử lý được. Vì thành phần dinh dưỡng của trúc khá thấp, chúng dành khoảng 13 giờ mỗi ngày để ăn. Sau khi tuần tra và đánh dấu lãnh thổ bằng mùi hương, chú gấu đực này cần phải làm một việc quan trọng. Để chống chọi với nhiệt độ thấp, cơ thể gấu trúc đỏ hoàn toàn được che phủ bằng những lớp lông, bao gồm cả kẽ chân. Việc liếm láp giống như mèo này là một nghi thức không thể vội vàng. Lãnh thổ của con đực thường khá rộng và bao hàm cả lãnh thổ của nhiều con cái khác. Gấu trúc đỏ đề cao sự phân chia lãnh thổ và tuyệt đối nghiêm ngặt bảo vệ khu vực của chúng. Có thân hình nhỏ bé và lựa chọn cách sống đơn độc đã làm cho cuộc sống của gấu trúc đỏ Trung Quốc khá bí ẩn. Tuy nhiên, trong những khu rừng đất thấp ở Tây Nam Trung Quốc, một loài vật to lớn khác sống thành bầy đã lẩn tránh và không bị phát hiện trong nhiều thập kỷ. Khu rừng nhiệt đới này là nhà của một trong những bí mật to lớn nhất Trung Quốc, voi châu Á. Những đàn voi khổng lồ từng dạo chơi trên khắp Trung Quốc, ngay cả ở Bắc Kinh. Nhưng thung lũng bí ẩn này tại Vân Nam là nơi duy nhất hiện nay chúng còn tồn tại. Mỗi ngày, voi châu Á ăn khoảng 150kg thức ăn và cũng thải ra một lượng chất thải rất lớn trong cùng khoảng thời gian đó. Quá trình này đóng một vai trò quan trọng trong việc gieo rắc hạt giống đối với nhiều loài cây. Voi châu Á sống theo từng nhóm nhỏ với khoảng 6 đến 7 con cái trưởng thành và con của chúng. Cấu trúc xã hội của chúng khá phức tạp. Những con cái sống trong một gia đình khăng khít và được duy trì suốt đời. Voi uống khoảng 100 lít nước mỗi ngày, nhưng một chuyến viếng thăm chiếc ao trong rừng này còn thỏa mãn một nhu cầu khác ngoài cơn khát. Việc sụp bùn dưới đáy ao giải phóng ra những khoáng chất cần thiết cho khẩu phần ăn của chúng như canxi, magie và muối. Những con trưởng thành đã thỏa mãn nhu cầu và tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, một chú voi con cho rằng trò vui vẫn chưa kết thúc. Con sông này là điểm tập kết yêu thích của nhiều gia đình voi trong vùng.
việc tắm táp không chỉ để giữ mát, đó là thời gian tuyệt vời để chơi đùa thỏa thích. Voi là những kiến trúc sư của khu rừng này. Tuy thích tre và cỏ hơn, chúng vẫn ăn các loại lá cây, dây leo và cây nhỏ. Việc đó giúp dọn dẹp để ánh sáng chiếu đến tầng dưới cùng của khu rừng và nuôi dưỡng những cây mới mọc. Trong hàng ngàn chú voi, một thời từng lang thang khắp Trung Quốc, nay chỉ còn không đến 300 con. Tất cả chúng cùng sinh sống tại những khu rừng bí ẩn này của Vân Nam. Vùng Tây Nam Trung Quốc che chở cho cuộc sống của nhiều loài vật to lớn. Tuy nhiên, hàng triệu loài côn trùng nhỏ bé cũng chọn vùng đất nhiệt đới này làm nhà. Kiến thợ dệt có cái tên đó từ kiểu xây tổ độc đáo của chúng. Trong khi một nhóm kiến trưởng thành đẩy các lá tươi lại với nhau, thì một nhóm khác bắt đầu ghép các lá lại bằng một quy trình đặc biệt. Vì chỉ các ấu trùng của loài kiến này có thể tạo ra tơ, chúng được sử dụng như một chiếc súng bắn keo. Được kẹp nhẹ nhàng trong hàm của những con trưởng thành, ấu trùng bị ép để sản sinh ra một đường tơ dính dọc các cạnh lá cần gắn. Quá trình này được tiếp tục cho đến khi toàn bộ cấu trúc hình cầu được hoàn thành. Mỗi chiếc tổ cần khoảng 3 ngày để hoàn thành, và một bầy kiến lên đến 500.000 con có thể dệt được hơn 100 cái tổ, thường là ở trên những loại cây thấp. Kiến thợ dệt phân chia lãnh thổ rõ ràng và rất tích cực bảo vệ khu vực của mình trước những kẻ xâm phạm. Tuy nhiên, một kẻ săn mồi đang đến và nó đã chuẩn bị rất kỹ để chống lại những cú cắn mạnh mẽ của chúng. Mặc dù có vẻ bề ngoài giống bò sát, nhưng đây lại là một loài động vật có vú ăn côn trùng và hoạt động về đêm. Loài vật này được gọi là TT. Cơ thể của nó bao phủ bởi những lớp vảy cứng xếp chồng lên nhau. Những vảy này có cấu tạo là chất keratin, loại protein cấu thành nền tóc và móng ở người. Thường được gọi là loài ăn kiến có vảy. TT sống phụ thuộc vào thức ăn là mối và kiến. Với tầm nhìn hạn chế, chúng dựa vào sự nhạy cảm của mũi để lần theo con mồi. Con TT này ngửi được hướng một tổ kiến thợ dệt và tiến đến. TT là những kẻ leo trèo xuất sắc. Lũ kiến có ít cơ hội để trốn thoát trước một cái lưỡi dài 40cm, bao phủ bởi lớp nước bọt dính. Tấn công vào đầu kẻ xâm phạm không có tác dụng gì, vì lớp da cứng của nó là bất khả xâm phạm. Lỗ mũi và tai cũng có thể được đóng lại, và mắt được bảo vệ bởi đôi mi dày. TT không có răng nên lũ kiến bị nuốt chửng. Lớp cơ khỏe trong thành dạ dày được lót bằng những gai cấu thành từ keratin, giúp ép và nghiền nát bữa ăn của chúng. Có thể tiêu hóa khoảng 200.000 con kiến mỗi đêm. Điều may mắn đối với những nạn nhân chúng nhắm tới là mỗi cuộc tấn công thường không kéo dài quá 1 đến 2 phút. Vùng Tây Nam hẻo lánh của Trung Quốc nổi tiếng với những dãy núi hình nón của nó. Được hình thành sau khi trầm tích đáy biển tiền sử nhô lên bề mặt. Những ngọn núi đá vôi được bào mòn này có thêm một cái tên mới, khuôn đúc. Đá vôi bị bào mòn dưới mưa và sự xói mòn đá này được thấy rõ nhất ở tỉnh Vân Nam, nơi những hang động và hốc đá khổng lồ tạo nên một trong những kỳ quan ít được khám phá nhất thế giới. Những giọt mưa thấm qua đá xốp cuối cùng hội tụ và tạo thành những sông ngầm lớn. Dòng nước chảy xiết này tiếp tục bào mòn để tạo ra những hang động rộng hơn. Nhũ đá cổ đại trang hoàng trên vòm hang, trong khi những khối nhũ phía dưới tiếp tục vươn lên từ nền đá vôi. Những con sông lắng lại khi chúng chạy tới vực nước ngầm. Vực nước ngầm sâu và tối này là nhà của một loài sinh vật độc đáo đã tiến hóa thành dạng không cần ánh sáng. Cả hang động mù khi sinh ra có thể nhìn được, nhưng khi trưởng thành, mắt chúng hoàn toàn bị da che phủ. Trung Quốc được cho là có nhiều loài cá hang động hơn bất cứ nơi nào trên thế giới với hơn 70 loài kỳ lạ. Và gần một nửa trong số đó được tìm thấy tại tỉnh Vân Nam này. Lối vào của cái hang này là nhà của một loài vật sẽ bị lạc nếu không có ánh sáng dẫn đường. Khi hoàng hôn buông xuống, hơn 200.000 con chim én bay về ẩn náu trong những khe nứt và hốc đá. Nhưng vì không thể nhìn được trong bóng tối, chúng không bao giờ mạo hiểm chui vào quá sâu. Phía sâu hơn trong hang, một loài có cánh khác chuẩn bị thức giấc. Loài dơi dùng một loạt những âm thanh tần số cao để xác định đường bay của chúng trong bóng tối. Những kẻ đi săn đêm này cũng dựa vào phương pháp định vị bằng âm thanh đó để bắt con mồi. Trong khi đa số các loài dơi ăn côn trùng, thì những con dơi có màng chân quá khổ này lại nhắm đến một con mồi lớn hơn nhiều.
con dơi phát hiện một gợn sóng rất nhẹ trên mặt nước và sà xuống. Những móng vuốt quá khổ của nó móc mục tiêu lên khỏi mặt nước, trong khi toàn bộ phần cơ thể còn lại vẫn hoàn toàn khô ráo. Loài dơi chân to này là loài dơi châu Á duy nhất chuyên bắt cá. Những hang động ở Tây Nam Trung Quốc không chỉ là nơi cư ngụ bí ẩn cho những loài vật tương đối nhỏ. Đây còn là nhà của một loài linh trưởng hiếm thấy nhất hành tinh. Loài khỉ nhỏ đuôi dài chỉ sinh sống ở hai tỉnh của Trung Quốc. Chúng sống giữa những hang động đá vôi mòn, sống theo từng nhóm chặt chẽ với khoảng 12 cá thể. Chúng dành nhiều thời gian trong ngày để chải lông cho nhau. Khi hoàng hôn xuống, lũ khỉ đuôi dài rút về nơi trú ngụ an toàn trong lòng hang. Dù ngày nay, những loài thú ăn thịt lớn như báo thường hiếm khi xuất hiện, nhưng tập quán di truyền này lại có những lợi ích khác. Trong những tháng lạnh hơn, lũ khỉ chui sâu hơn vào trong hệ thống hang động, nơi nhiệt độ ổn định và tương đối ấm. Cuộc sống hoang dã đa dạng ở Tây Nam Trung Quốc là kết quả của một vết nứt thuận lợi trong quá trình kiến tạo địa chất của vùng. Hàng triệu năm trước, khi tiểu lục địa Ấn Độ va chạm với đại lục châu Á, dãy núi lớn nhất thế giới đã hình thành. Kể từ đó, mạng kiến tạo từ Ấn Độ tiếp tục hướng về phía Bắc, đẩy dãy Himalaya tiếp tục cao lên đến khoảng 900 mét với chiều dài xấp xỉ 2.500 km. Chỉ một số loài sống sót được ở độ cao đó. Tuy nhiên, ở đầu phía đông của dãy Himalaya tại Tây Nam Trung Quốc, dãy núi hùng vĩ đột nhiên ngừng phát triển. Ngọn núi phía đông của dãy đã chững lại, tạo nên những thung lũng dốc. Trong khi mặt trời xến đào sưởi ấm những sườn núi phía nam, những hẻm núi là nơi để gió mùa ẩm ướt thổi vào từ Ấn Độ và Thái Bình Dương. Khi tiếp cận dãy Himalaya, gió tụ lại hình thành nên những cơn mưa trút xuống các thung lũng nhiệt đới của vùng Tây Nam. Những con ếch đực trên ruộng lúa kêu vang để thu hút lũ ếch cái xung quanh. Nhưng bài hát giao phối của chúng thường thu hút sai đối tượng. Loài diệt ao Trung Quốc sống phụ thuộc vào thức ăn là các loài cá nhỏ, động vật thủy sinh và ếch. Dài tới 7 cm khi trưởng thành, loài động vật lưỡng cư này là một trong những con mồi lớn nhất mà diệt có thể tiêu hóa được. Thật may là mỗi lần chúng chỉ có thể nuốt một chú ếch, nên những bữa ăn tiềm năng khác mới có cơ hội thoát thân. Không phải loài lưỡng cư nào cũng nằm trong thực đơn của diệt ao. Sinh sống trong những dòng sông quanh vùng núi hẻo lánh ở Tây Nam Trung Quốc là một sinh vật quá to lớn để hầu hết các loài thú ăn thịt có thể bắt được. Nặng hơn 11 kg và chiều dài gần đến 2 m, loài động vật kỳ dị này thực ra là một loài sa dông khổng lồ. Chúng còn được gọi là rồng lửa khổng lồ Trung Quốc. Đó là loài lưỡng cư lớn nhất thế giới và không bị trở thành thức ăn của cá và các loài giáp xác. Loài vật này không bao giờ ra khỏi dòng nước trong, và nếu không bị quấy rầy, nó có thể thọ tới 50 năm. Những khu rừng Tây Nam Trung Quốc là nơi cư ngụ và che chở cho nhiều sinh vật bí ẩn. Và mặc dù loài nào đó có thể hiếm khi bị bắt gặp, thì tiếng kêu của nó vẫn vang vọng khắp thung lũng hẻo lánh này. Vườn đen cổ xưa là một trong những loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới. Vùng rừng núi này là nơi duy nhất chúng còn tồn tại ở Trung Quốc. Không giống những bạn đời đen tuyền của chúng, những con cái trưởng thành của loài này lại có màu vàng nhạt. Hầu hết các loài vượn khác sống thành cặp với các con cái của chúng. Tuy nhiên, vượn đen cổ đại lại độc đáo hơn khi nhóm của chúng có thể có nhiều con cái trong độ tuổi sinh sản. Chúng sống theo từng bầy. Cuộc sống hoang dã phong phú ở Tây Nam Trung Quốc hầu như chưa có sự tác động của bàn tay con người. Thậm chí, khi con người và các sinh vật giáp mặt nhau, một mối quan hệ hài hòa có thể được tạo ra. Trong hơn 1.000 năm qua, những người đánh cá dọc sông Lệ Giang sống nhờ một số trợ giúp chuyên môn. Chim cốc chuyên bắt cá. Được đào tạo từ 6 tháng tuổi, những con chim trưởng thành này biết rằng chúng phải làm việc. Một sợi dây lỏng buộc quanh cổ ngăn lũ chim không nuốt những con cá lớn. Nhưng chúng được phép ăn những con cá nhỏ. Vỗ lên mặt nước là cách để cổ vũ lũ chim bắt đầu nhiệm vụ, dù đôi khi vẫn cần một bàn tay trợ giúp. Vào ngày may mắn, người đánh cá và các thợ săn của ông có thể bắt được đến 50 kg cá. Tuy nhiên, dù chúng giao nộp chiến lợi phẩm của mình, nhưng những con chim cốc không hề ngốc. Người ta cho rằng chúng có thể đếm số cá mình đã nộp. Sau khoảng 7 lần nộp cá, chúng sẽ đình công cho đến khi được thưởng.
việc ai chịu trách nhiệm về mối quan hệ độc đáo giữa con người và động vật này đã khá rõ ràng. Tây Nam Trung Quốc là một thiên đường bí mật. Những thung lũng này là nhà của một loạt sinh vật, nhiều loài không thể tìm thấy tại bất cứ nơi nào khác trên trái đất. Địa chất độc đáo của vùng không chỉ duy trì thức ăn và nước, nó còn che chở chúng khỏi vùng khí hậu khắc nghiệt ngay cạnh đó. Trong khi đất nước có dân số đông nhất và nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới này tiếp tục phát triển, khu vườn bí mật của Trung Quốc vẫn là một vùng đất độc đáo và kỳ diệu. Vương quốc động vật rất đa dạng và phong phú. Ở mọi nơi trên hành tinh, chúng đã thích nghi với môi trường xung quanh, tìm ra những cách kỳ diệu để tồn tại và phát triển. Mặc dù thực tế, rừng nhiệt đới hay rừng rậm chỉ bao phủ 6% diện tích trên trái đất, nhưng chúng chứa đựng phần lớn sự sống của hành tinh này. Hơn một nửa số loài động vật sống trên cạn gọi nơi này là nhà. Từ những cành cây cao nhất trong tán rừng đến thảm thực vật tối tăm bên dưới, mỗi tầng tán của khu rừng rộng rạp đều cung cấp nơi trú ẩn và thức ăn cho một loài vật nhất định. Và khu rừng mang đến cơ hội để con người kết nối với thiên nhiên và các loài động vật đáng chú ý của nó. Ở đây là vùng nhiệt đới cực bắc của châu Úc. Mưa lớn và nhiệt độ cao đã tạo điều kiện lý tưởng cho những cái cây to lớn phát triển. Chỉ với một lớp đất mỏng màu mỡ để nuôi dưỡng bộ rễ nông của chúng, những cái cây khổng lồ đã tạo ra những trụ đỡ để hỗ trợ cho đường kính tán cây đang mở rộng của chúng. Phía trên những tán cây cao được bao phủ bởi đám mây lớn và sương mù. Mọi cái cây trong khu rừng đều cố gắng vươn mình để tìm kiếm ánh sáng quang hợp. Nếu những ngọn cây này có thể nói chuyện, chúng sẽ có những câu chuyện sử thi để kể, vì chúng đã tồn tại trong một khoảng thời gian rất dài. Thậm chí có thể có cả khủng long trong những câu chuyện đó. Đến tận bây giờ, hậu duệ của loài vật tiền sử đó vẫn còn sinh sống trong khu rừng tráng lệ này. Với một bộ móng vuốt dài chết chóc và một cái đầu kỳ quặc, con đà điểu đầu màu châu Úc chắc chắn trông giống một phần tổ tiên của chúng, những kẻ đã đi lang thang qua khu rừng nhiệt đới từ rất lâu trước đây trên trái đất. Đà điểu đầu màu được cho là đã tồn tại trên hành tinh này trong 25 triệu năm. Ngày nay, chúng chỉ có thể được tìm thấy ở 4 nơi tại châu Úc là Papua New Guinea và 3 khu rừng nhiệt đới ở Úc. Nơi dễ tiếp cận nhất trong số này là Daintree ở phía bắc Queensland. Khu rừng là một kho báu to lớn đã hình thành cách đây 180 triệu năm. Giới tính của đà điểu đầu màu có thể được phân biệt qua kích thước. Với những con đực sẽ có cơ thể lớn hơn. Chúng có thể cao tới gần 2 mét và nặng 75 kg. Chúng có một đôi chân dày. Cơ bắp được bao phủ bởi lớp da có vảy và bàn chân ba ngón khổng lồ với móng vuốt giống như dao cầm. Những móng vuốt này có hai chức năng chính là đào trái cây chôn vùi dưới lớp đất rừng và bảo vệ lãnh thổ cũng như danh dự của chúng. Đà điểu đầu màu sẽ không cố tình đi tìm kiếm một cuộc chiến, nhưng nếu phải chạm trán một đối thủ tiềm tàng, chúng có thể trở nên rất hung dữ. Đặc biệt khi chúng phát hiện những con đực cùng loài ở xung quanh. Con đà điểu trống cũng là ông bố tuyệt vời trong việc bảo vệ con non của chúng. Chiếc mào kỳ quặc trên đầu loài chim này được gọi là casque. Các nhà khoa học vẫn chưa biết chắc chắn mục đích thực sự của chúng để làm gì. Nhưng nhiều người tin rằng chiếc mào này dùng để thể hiện uy phong và khả năng sinh sản, giúp cả hai giới đánh giá về chất lượng của người bạn đời tiềm năng. Cái mào có kết cấu xốp chứ không phải xương, vì vậy nó có thể hoạt động như một thiết bị cộng hưởng giúp khuếch đại âm thanh. Đà điểu đầu màu cũng là một mắt xích quan trọng trong cuộc sống ở khu rừng nhiệt đới. Loài chim cổ đại này ăn rất nhiều hạt cây và trái cây, và do đó chúng đóng một vai trò thiết yếu trong việc phân tán hạt giống. Thực đơn của con chim khổng lồ này vô cùng đa dạng, hơn 230 loài thực vật có trong danh sách món ăn của chúng. Điều này vô tình khiến đà điểu đầu màu
trở thành những nông dân trồng cây chăm chỉ nhất của khu rừng. Nhiều nhà khoa học tin rằng nếu không có chúng ở xung quanh khu rừng nhiệt đới, thì hệ sinh thái đa dạng tuyệt vời này sẽ khó có thể tồn tại. Trên thực tế, đà điểu đầu màu là loài chim đơn độc. Mỗi con cái có một phạm vi lãnh thổ riêng và có thể chồng lớn lên phạm vi lãnh thổ của một số con đực. Trong mùa giao phối, con cái có thể giao phối với một hoặc nhiều con đực trong lãnh thổ của nó. Sau đó một thời gian không lâu, con cái sẽ đẻ trứng và con đực sẽ có nhiệm vụ ấp và bảo vệ trứng. Nếu quá trình đó diễn ra tốt đẹp, thì 50 ngày sau sẽ có 3 đến 5 con chim non chào đời. Sau đó, con đực sẽ dành từ 8 đến 18 tháng tiếp theo để nuôi nấng con non của nó, cho đến khi chúng sẵn sàng tự lập. Phải mất 1 năm rưỡi để những con đà điểu con trưởng thành và sẵn sàng tạo ra các thế hệ tiếp theo. Trong khi nhiều sinh vật trong rừng có hình dạng kỳ quái và thậm chí có phần đáng sợ, thì có một sinh vật khiến con người cảm thấy được mối liên hệ gần gũi, loài đười ươi. Chúng chia sẻ rất nhiều đặc điểm thể chất tương đồng với con người. Điều đó khiến các nhà khoa học tin rằng đười ươi là loài có họ hàng gần nhất với chúng ta. Đười ươi sống trên một trong hai hòn đảo xa xôi ở Đông Nam Á là Sumatra và Borneo. Borneo là nơi có những khu rừng tối tăm, được bao phủ trong sương mù và bí ẩn. Nằm cách xa xích đạo, đặc trưng bởi thời tiết nóng, ẩm ướt và được bao phủ bởi rừng nhiệt đới rậm rạp, tươi tốt. Đó là ngôi nhà hoàn hảo cho loài động vật thông minh, tuyệt vời này. Đười ươi là loài vượn lớn duy nhất của châu Á. Chúng dành 90% thời gian của mình để ở trong những tán rừng, ăn, ngủ và đi loanh quanh. Bất chấp thái độ lười biếng, đười ươi là loài động vật linh hoạt và có thể di chuyển rất nhanh nếu cần. Cánh tay của chúng dài, khỏe và có thể sải rộng tới hơn 2 mét. Cả bàn tay và bàn chân đều có ngón cái đối nhau để bám vào cành cây. Bàn tay của chúng trông rất giống với của con người, cũng như men răng, mái tóc và cả xương bả vai cũng đều rất giống. Nhưng thật kỳ lạ, đười ươi không có móng chân trên ngón cái. Con người chia sẻ 97% ADN của mình với chúng, và thời gian chăm sóc con non của chúng cũng tương tự như một đứa trẻ loài người. Không giống như hầu hết các loài động vật, đười ươi cái sẽ không sinh con cho đến khi chúng được 15 hoặc 16 tuổi. Chúng mang theo con non của mình cho đến khi đứa trẻ được 5 tuổi, và con non thậm chí được bú sữa mẹ đến 5-8 tuổi. Khi được 10 tuổi, chúng sẽ có cuộc sống riêng, nhưng đười ươi con vẫn thường xuyên trở lại thăm mẹ nó trong 5 năm tiếp theo. Giả thuyết cho rằng thời thơ ấu dài có liên quan đến bộ não lớn của động vật. Nó cho phép đười ươi con có nhiều thời gian để học hỏi các kỹ năng và kiểu hành vi từ mẹ của chúng. Đười ươi cha không đóng vai trò trực tiếp trong việc nuôi dạy đứa con của mình. Chúng sống đơn độc, chỉ gặp gỡ con khác vào mùa sinh sản để giao phối hay để chiến đấu với con đực khác giành bạn tình. Những con đực thống trị có thể dễ dàng được xác định bởi những vết sẹo để lại sau nhiều cuộc chiến đấu hay những đường gân nổi bật trên khuôn mặt chúng. Con đực không có các đặc điểm này thường ở đẳng cấp thấp hơn và không được giao phối với con cái. Nghiên cứu mới nhất cho thấy những con đực chiếm ưu thế có thể tiết ra một loại hormone ngăn cản những con đực khác đạt đến độ trưởng thành hoàn toàn. Một khi con đực thống trị chết đi, thì một con cấp dưới sẽ phát triển về kích thước và tầm vóc, cũng như phát triển các gờ trên khuôn mặt để thể hiện uy quyền tối cao của mình. Hiện nay, do nhu cầu về đất nông nghiệp và cụ thể là sản phẩm dầu cọ tại Borneo, những khu rừng ở đây đang bị tàn phá nghiêm trọng. Điều này khiến môi trường sống của đười ươi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và kết quả là loài này đã được xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp. Nếu số lượng tiếp tục giảm, chúng có thể sẽ bị tuyệt chủng trong vòng 50 năm nữa. Những khu rừng nhiệt đới ở trung tâm Borneo là nơi sinh sống của hơn 350 loài chim khác nhau. Và nổi bật lên trong số đó là loài chim hồng hoàng hay chim mỏ sừng. 8 trong số 45 loài chim hồng hoàng trên thế giới được tìm thấy ở đây
bao gồm cả Hồng Hoàng Paiet phương Đông. Những con trống sở hữu một chiếc mỏ lớn trông thật khôi hài và bộ lông phủ một màu đen bí ẩn. Tương tự như chiếc mào của đà điểu đầu màu, chiếc mỏ sừng của chim Hồng Hoàng cũng được cho là có khả năng khuếch đại âm thanh. Hồng Hoàng là họ chim duy nhất có hai đốt sống đầu tiên ở cổ hợp nhất với nhau. Có thể nó đã được tiến hóa như vậy nhằm hỗ trợ nâng đỡ chiếc mỏ khá nặng trên đầu của chúng. Các nhà nghiên cứu gần đây cũng phát hiện ra chiếc mỏ to lớn của chim cũng đóng vai trò như một bộ phận tản nhiệt, giúp chim mỏ sừng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Kiểm soát lượng nhiệt được thoát ra ngoài hoặc giữ lại lượng nhiệt đó tùy thuộc vào thời điểm trong ngày và điều kiện môi trường xung quanh. Chim mỏ sừng có một bộ lông mi cong quyến rũ. Nó có tác dụng bảo vệ mắt chim khỏi côn trùng bay và bụi bẩn. Trong khi nhiều loài động vật của khu rừng nhiệt đới dành phần lớn thời gian của chúng trong và xung quanh các ngọn cây, thì những loài khác lặng lẽ rình mò trong bụi cây thấp bên dưới tán rừng. Đây cũng là môi trường sống chính của một loài săn mồi hàng đầu Borneo, loài báo gấm. Nó là loài săn mồi nhỏ nhất trong số các loài mèo lớn. Chú mèo rừng rậm này rất nhút nhát và bí ẩn. Trong số tất cả các loài động vật sống trong rừng rậm của Đông Nam Á, báo gấm chính là loài khó nắm bắt nhất. Loài hổ từng là nỗi khiếp đảm trong các khu rừng châu Á. Nhưng bây giờ, việc nhìn thấy một con hổ trong tự nhiên là đặc biệt hiếm và ngày càng hiếm hơn khi con người tiếp tục xâm phạm môi trường sống hoang dã và săn bắt chúng. Là loài lớn nhất trong số các loài mèo, hổ là loài thú săn mồi đỉnh cao với đôi chân cơ bắp, móng vuốt có thể thu vào và miệng đầy những chiếc răng nguy hiểm với các vai trò cụ thể. Chúng có thể ăn hết một con mồi, thậm chí không còn để lại xương. Hổ từng là vua của những khu rừng trải dài từ Ấn Độ đến Đông Bắc Trung Quốc và từ vùng Viễn Đông của nước Nga đến Sumatra. Nhưng trong thế kỷ qua, số lượng của chúng đã giảm đến 95%. Một số chiến dịch bảo tồn toàn cầu đã ngăn chặn số lượng của chúng tiếp tục giảm, nhưng sẽ phải mất nhiều năm nữa chúng mới lấy lại được vị thế của mình từ những gì còn sót lại trong lãnh thổ tự nhiên của chúng. Trong khi nhiều loài động vật rừng nhiệt đới sẽ làm tất cả những gì có thể để tránh bị nhìn thấy, thì cư dân rừng rậm này lại là một kẻ phô trương. Nó đã trải qua hàng ngàn thế hệ để phát triển bộ lông lộng lẫy bậc nhất trong thế giới của các loài chim. Có khoảng 40 loài chim thiên đường khác nhau. Mỗi loài đều nổi bật và độc đáo theo một cách riêng nhờ màu sắc tươi sáng và các hoa văn được trang trí công phu trên bộ lông. Một số loài sống ở vùng nhiệt đới của Úc và Đông Indonesia, nhưng hầu hết trong số chúng đã chọn Papua New Guinea là nhà. Hòn đảo này là một nơi rất đặc biệt. Đó là một vùng đất có khí hậu cực đoan, là hòn đảo nhiệt đới lớn nhất và cao nhất trên thế giới. New Guinea có những ngọn núi phủ bằng khổng lồ và những thung lũng sâu, ẩm ướt, có phần rậm rạp. Đó là một nơi bí ẩn với những khu vực hoang dã chưa được khám phá và những loài động vật chưa được biết đến. Hầu hết những con chim thiên đường mái đều có màu nâu xám, nhưng con trống thì ngược lại hoàn toàn. Chúng là những quý ông lịch lãm và rực rỡ. Con trống sẽ dành nhiều thời gian để chuẩn bị một sân khấu biểu diễn. Đó có thể là một cành cây hoặc một khoảng đất trống trên nền rừng. Khi một con mái tò mò tiến lại, chương trình biểu diễn sẽ bắt đầu một cách nghiêm túc. Mỗi loài chim thực hiện một điệu nhảy độc đáo để cố gắng quyến rũ con mái. Và một số màn trình diễn có thể kéo dài đến vài giờ. Con mái có thể dành ra 6 tuần để xem hết điệu nhảy này đến điệu nhảy khác trước khi chọn bạn đời. Sau tất cả những nỗ lực này, nhiều con trống vẫn có thể không được chọn. Những bộ lông tuyệt đẹp thu hút bạn tình tiềm năng, nhưng chúng cũng thu hút kẻ đi săn mang tên con người. Các bộ lạc bản địa, chẳng hạn như người Huli sinh sống ở cao nguyên Thari, đã thu thập lông vũ của chúng trong nhiều thiên niên kỷ, sử dụng chúng để trang trí mũ và các đồ vật nghi lễ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Mối quan hệ của họ với chiên thiên đường được thể hiện rõ qua các điệu nhảy và bài hát mà họ thể hiện. Người thổ dân bắt chước điệu nhảy của loài chim mà họ tôn kính. Một loài có lông vũ khác sống sâu trong các khu rừng nhiệt đới ở Papua New Guinea và Australia là boa bird hay chim tổ lều. Nhiều loài trong số 18 loài thuộc nhóm này có bộ lông đẹp rất đáng chú ý. Nhưng phương pháp quyến rũ ưa thích của chim tổ lều trống lại là những công trình kiến trúc. Để thu hút bạn tình, chim tổ lều sẽ xây dựng một công trình phức tạp. Đó không phải là cái tổ, mà chính là sân khấu, nơi mà con chim trống sẽ biểu diễn. Một điệu nhảy đặc biệt để khoe khoang với các quý cô. Sân khấu luôn nằm trên mặt đất và có thể dài tới 2 mét. Chất lượng của công trình và khả năng thể hiện của con trống trên sân khấu sẽ quyết định thành công trong việc tán tỉnh. Nhưng ở một số loài chim tổ lều, con mái cũng có thể đánh giá bộ lông của đối tác sinh sản tiềm năng qua độ sáng bóng, vì bộ lông cũng thể hiện sức khỏe tổng thể của chúng. Công trình của chim tổ lều được trang trí với các đồ vật tự nhiên đầy màu sắc như quả mọng, vỏ ốc hay lông của các loài chim khác. Nơi môi trường sống hoang dã tiếp giáp với vùng ngoại ô, các nắp chai, khuy áo, các mảnh thủy tinh và rác có màu sắc rực rỡ cũng được sử dụng. Nhiều loài chim tổ lều thể hiện sở thích đặc biệt của chúng với các đồ vật có màu xanh lam. Có lẽ vì điều này giúp làm nổi bật lên màu sắc của chúng. Các khu rừng nhiệt đới của Úc và Papua New Guinea cũng là nơi sinh sống của loài dơi quạ duy nhất trên thế giới. Loài dơi không bị giới hạn trong môi trường sống tại châu lục này, và chúng thậm chí có thể được nhìn thấy ở trên các đường phố nhộn nhịp của Úc. Dơi quạ có sải cánh khổng lồ dài tới hơn 1 mét. Prime Stoker chưa bao giờ đến Úc, nhưng những sinh vật này chắc chắn trông giống như chúng là nguồn cảm hứng cho Dracula. Không giống như dơi macaron hay những sinh vật hư cấu khác trong phim kinh dị, dơi quạ không hút máu. Trên thực tế, chúng thậm chí còn không ăn chút thịt nào. Thức ăn yêu thích của dơi quạ là trái cây, hạt và mật hoa. Hằng đêm, chúng bay ra khỏi nơi làm tổ với số lượng lớn để tìm kiếm bữa tiệc cho mình. Chúng có thể bay hàng trăm km nếu cần thiết để tìm đến nguồn thức ăn yêu thích. Tại công viên quốc gia Elsie ở lãnh thổ phía bắc châu Úc, đàn dơi buộc phải uống nước khi đang bay để giảm thiểu rủi ro cho chúng. Nhưng ở phía dưới mặt nước, cá sấu nước ngọt đã mai phục sẵn, hòng kiếm được một bữa ăn ngon lành. Thời gian là vô cùng quan trọng đối với cá sấu, vì đàn dơi có thể rời đi trong chốc lát. Một vài con không may sẽ phải làm mồi cho cá sấu, nhưng chiến lược bầy đàn sẽ giúp phần lớn bầy dơi về tổ an toàn. Dơi quạ sinh sản với tốc độ chậm hơn so với các loài động vật có vú có kích cỡ trung bình khác. Con cái mất 1,5 năm để đến tuổi sinh sản và thường chỉ sinh một con trong một lứa. Nhưng ở những bầy đàn lớn như thế này, điều đó cũng có nghĩa là sẽ có thêm vài nghìn miệng ăn. Khi các mùa diễn ra, các loại cây khác nhau trong phạm vi sinh sống của đàn dơi sẽ ra hoa và quả. Vì vậy, thực đơn của đàn dơi sẽ rất đa dạng trên một khu vực rộng lớn. Khi ăn, chúng sẽ vô tình thụ phấn cho cây. Và khi chúng phóng uế trên cánh, chúng sẽ phát tán hạt đi khắp nơi. Dơi là một phần quan trọng trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới, đóng vai trò hỗ trợ sự sống cho toàn bộ cánh rừng. Lối sống du mục và di cư của dơi giúp thúc đẩy đa dạng sinh học ở các khu vực. Thật khó để tin rằng bầy đàn động vật đông đúc này lại đang là loài động vật dễ bị tổn thương. Nguyên nhân của sự suy giảm bầy đàn ở loài dơi quạ có thể đến từ các yếu tố môi trường. Các khu rừng nhiệt đới của Úc cung cấp một ngôi nhà cho rất nhiều loài sinh vật. Và thời gian tốt nhất cho nhiều cư dân của khu rừng hoạt động chính là vào ban đêm, đặc biệt là những loài côn trùng và bò sát. Nhện khổng lồ thường không giăng tơ để bắt mồi. Chúng là động vật săn mồi và tìm kiếm thức ăn. Thực đơn của loài này chủ yếu là côn trùng và các động vật không xương sống khác. Những loài ẩn náu vào ban ngày để tránh bị săn bắt bởi các loài ăn thịt như chim. Nhện săn mồi
nhờ vào các sợi lông nhạy cảm có thể phát hiện ra những rung động rất nhỏ. Một loài bò sát khác cũng đi săn về đêm là trăn chạc. Đây là loài trăn lớn nhất của châu Úc, có thể dài tới 8 mét. Giống như hầu hết các loài trăn khác, nó không có độc. Trăn giết con mồi bằng cách cuốn lấy con mồi và siết chặt cho đến khi tim của nạn nhân ngừng đập. Các lỗ cảm ứng nhiệt dọc theo mồi cho phép nó phát hiện ra con mồi máu nóng. Đồng thời, các cơ và dây chằn linh hoạt ở hàm dưới của nó căng ra để trăn có thể nuốt chửng các loài động vật lớn như chim, dơi hay thậm chí là wallabies. Vì trăn chà có thể ăn những con mồi lớn nên nó không phải kiếm thức ăn thường xuyên. Thời gian giữa các bữa ăn của nó có khi lên tới hàng năm trời. Mặc dù có kích thước khổng lồ, nhưng trăn chà không gây ra mối đe dọa lớn nào đối với con người. Chúng khá nhút nhát và thường không chủ động tấn công, trừ khi bị đe dọa hoặc vô tình bị quấy rầy. Thằn lằn rồng Boyd là loài bò sát có vẻ ngoài bắt mắt của khu rừng. Chúng tương đối dễ được tìm thấy ở vùng nhiệt đới ẩm ướt vì sự nổi bật. Con rồng đặc biệt này là loài duy nhất trong số các loài thằn lằn ở đây không cần phải tắm nắng để tồn tại. Nó điều chỉnh nhiệt độ cơ thể của mình với thảm thực vật xung quanh. Đó là một kỹ năng hữu ích cần có để chống lại khả năng cảm nhận nhiệt của con trăn chà. Những con thằn lằn được ngụy trang tốt này là loài thích ăn côn trùng. Loài trăn có vẻ ngoài ấn tượng nhất ở rừng nhiệt đới Queensland là trăn cây út. Nó có kích thước khá nhỏ, chỉ dài khoảng 1,5 mét, nhưng nó là một thợ săn phục kích con mồi rất giỏi. Trăn cây thường nằm bất động trên một cành cây thấp, chờ đợi một bữa ăn tiềm năng đi lang thang qua chúng. Những con trăn non của loài này khi sinh ra chưa có màu xanh lục, mà thường có màu vàng sáng hoặc cam. Vì vậy, dù nhỏ hay trưởng thành, loài trăn này vẫn là một con vật rất xinh đẹp trong khu rừng. Rất khó để nhìn thấy được tất cả các loài động vật trong khu rừng tự nhiên. Chúng sẽ chạy đi hoặc bay đi ngay lập tức khi có động tĩnh lạ. Nhưng có một sinh vật của khu rừng gặp khó khăn trong việc trốn thoát. Loài lười. Đó là động vật có vú chậm nhất trên thế giới. Chúng sống ở Nam Mỹ trong khu rừng rậm nhiệt đới nổi tiếng nhất, Amazon. Lười di chuyển rất chậm chạp. Nấm và thực vật mọc trên lông của chúng, thậm chí còn tạo ra một hệ sinh thái nhỏ ngay trên người của con vật chậm chạp này. Đó cũng là một phần tạo nên màu lông của chúng, cho phép lười hòa lẫn cơ thể vào với tán rừng. Cuộc sống hoang dã của khu rừng nhiệt đới ở Trung và Nam Mỹ này có thể khiến bạn phải choáng ngợp. Nhưng những tiếng ồn mới là thứ tạo nên đặc trưng ở đây. Côn trùng tạo ra tiếng ồn ào liên tục. Những bản giao hưởng của tiếng chim và cuộc trò chuyện của đàn khỉ vọng về. Những con khỉ ở Amazon rất đa dạng, từ kích cỡ cho đến chủng loại. Chúng là đại diện cho 5 họ linh trưởng khác nhau và được gọi chung là khỉ tầng thế giới. Một sự thật thú vị là hầu hết khỉ tầng thế giới đều bị mù màu. Chúng có những chiếc mũi trông giống nhau và ở nhiều cá thể, đuôi của chúng vẫn được sử dụng để cầm nắm. Chiếc đuôi hỗ trợ rất nhiều cho khỉ trong việc đu qua các cành cây hay chuyền từ cành cây này sang cây khác. Những kẻ đu cây giỏi nhất trong khu rừng là khỉ nhện. Con vật duyên dáng này có thể di chuyển dễ dàng ở tốc độ cao nhờ vào chi và đuôi rất dài của chúng. Có thể bạn sẽ nghe thấy âm thanh trước khi nhìn thấy bóng dáng của chúng trong khu rừng. Khỉ nhện còn được biết đến là những kẻ ồn ào với tiếng kêu đặc trưng. Nhưng chúng chưa phải là loài linh trưởng ồn ào nhất. Danh hiệu này thuộc về khỉ hú. Đúng như cái tên, tiếng hú của chúng vang vọng khắp khu rừng Amazon rậm rạp. Bạn có thể nghe thấy âm thanh của chúng từ khoảng cách xa đến 5 km. Các nhà khoa học cho rằng tiếng hú lớn sẽ ngăn chặn được các cuộc chiến giữa các nhóm khỉ trong rừng. Khu rừng rậm ở Colombia là nơi sinh sống của một trong những loài khỉ tầng thế giới nhỏ nhất, khỉ lùn tamarin. Loài vật xinh đẹp và bồng bềnh này là một trong những loài khỉ yên lặng và hòa đồng nhất, nhưng cũng là loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất. Khỉ lông xù là một loài phổ biến ở khu vực thượng lưu sông Amazon,
Chúng có kích thước khá lớn đối với một loài có cuộc sống trên cây. Thức ăn chủ yếu của khỉ lông xù là trái cây. Chúng sử dụng tốt chiếc đuôi có thể cầm được của mình. Nó đóng vai trò như một mỏ neo an toàn, trong khi các chi khác của con khỉ đang hoạt động. Một gương mặt quen thuộc khác của vùng hoang dã Nam Mỹ là khỉ Cheeky Capuchin. Chúng được cho là thông minh nhất trong gia đình khỉ tầng thế giới. Khỉ Cheeky thể hiện khả năng giải quyết vấn đề một cách đáng kinh ngạc khi chúng đã biết sử dụng công cụ như đá để nghiền nát hạt cây và lấy phần nhân thơm ngon bên trong. Trên hòn đảo Giáng sinh, có một loài vật đã biến những người dân địa phương ở đây trở thành tài xế lái xe an toàn. Nó được gọi với cái tên Cua Đỏ Đảo Christmas. Hòn đảo này là đỉnh của một ngọn núi lửa ở dưới nước, nằm ở phía tây của Ấn Độ Dương. Quốc gia gần với hòn đảo này nhất là Indonesia, nhưng đây lại là lãnh thổ của Úc. Và những con cua đỏ tươi này đã giúp hòn đảo được nhiều người biết đến hơn trên bản đồ thế giới. Chúng là cua đất, và phần lớn thời gian trong năm, loài cua này sống trong những cánh rừng cách xa bờ biển. Nhưng vào khoảng thời gian Giáng sinh trong năm, đàn cua thực hiện một cuộc hành trình đáng chú ý. Chúng hành quân ra biển với số lượng lên tới hàng triệu con. Phần lớn bờ biển của hòn đảo Giáng sinh trở thành một chiếc thảm đỏ khổng lồ. Đó là một cảnh tượng ngoạn mục và tuyệt vời. Nhưng điều này cũng đã khiến bầy cua phải đối đầu với con người. Những cơ sở hạ tầng giao thông là một thách thức to lớn cho đội quân cua đang di chuyển. Người dân địa phương cũng đã làm hết sức mình để hỗ trợ an toàn cho cuộc hành trình hoang dã này. Rào nhựa và phễu dẫn cua đến điểm qua đường an toàn. Cuộc di cư là lần duy nhất những con cua đỏ thoát ra khỏi cuộc sống cô độc và tìm đến với nhau. Làn sóng cua đầu tiên bao gồm những con cua đực. Chúng đi từ khu rừng sâu ra bờ biển và nhanh chóng đào cho mình một cái hang tạm thời. Đàn cua cái cũng tham gia ngay sau đó. Tại đây, chúng sẽ chọn bạn đời cho mình. Sau khi hoàn tất quy trình sinh sản, cua đực sẽ trở lại khu rừng, để lại cua cái chăm sóc cho những quả trứng đang phát triển trong hang của chúng. Trong khoảng 2 tuần, những quả trứng đã phát triển và sẵn sàng cho một giai đoạn đáng chú ý tiếp theo. Khi thủy triều lên, cua cái mang trứng đến mép nước và thả vào đại dương trước khi trở về rừng. Trong vòng 1 tháng, nhiều quả trứng đã nở và trưởng thành. Cua non đã sẵn sàng cho giai đoạn hít thở không khí. Mỗi con cua non chỉ có bề ngang 5mm, nhưng số lượng của chúng rất nhiều, tạo nên đội quần khổng lồ. Khi về đến khu rừng nhiệt đới, chúng tìm một nơi ẩn náu tốt để có thể kiếm ăn và phát triển. Cua đỏ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phân tán hạt giống của khu rừng, bón phân cho đất, cũng như làm thông thoáng mặt đất bằng những cái hang của chúng. Thật ngạc nhiên khi một loài sinh vật nhỏ bé như vậy lại đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của đảo Giáng sinh. Những khu rừng nhiệt đới chứa đựng một nguồn sống dồi dào lạ thường. Chúng không bao giờ thất bại trong việc gây ấn tượng và truyền cảm hứng. Đó là nơi tạo ra các trải nghiệm đa giác quan độc đáo và sâu sắc. Nếu ta thực hiện một cuộc hành trình bắt đầu từ Nam Cực và tiến lên phía Bắc, bất cứ lục địa nào mà ta đi qua đều có đồng cỏ. Chúng đã từng bao phủ 25% diện tích bề mặt đất liền trên hành tinh, tạo ra môi trường sống chính cho động vật ăn cỏ. Ở Bắc Mỹ, cảnh quan rộng lớn và gợi cảm này được gọi là thảo nguyên. Ở châu Phi, người ta gọi nó là savanna, và ở Úc, nó chỉ đơn giản được gọi là vùng hẻo lánh. Bất chấp áp lực mạnh mẽ và liên tục của con người để biến những đồng cỏ bản địa này thành đất nông nghiệp, một số đồng cỏ trên thế giới đã cố gắng giữ được tính toàn vẹn và phần lớn những cư dân hoang dã ban đầu của chúng. Những nhà hát ngoài trời đặc biệt của thiên nhiên đã cung cấp một khung cảnh hùng vĩ và tuyệt vời, giúp con người có một cái nhìn sâu sắc về cuộc sống hoang dã trên hành tinh xanh. Tanzania là một quốc gia tương đối nhỏ ở châu Phi, nhưng lại sở hữu một số bầy đàn động vật hoang dã lớn nhất trái đất. Thật dễ dàng để bắt gặp những bầy đàn động vật ở nơi này,
vì chúng chính là chủ nhân thật sự của vùng thảo nguyên rộng lớn với đồng cỏ trải dài ngút tầm mắt. Tanzania nằm ở phía nam của đường xích đạo nên không có mùa đông hay mùa hè thực sự. Thời tiết của vùng đất này chỉ được phân biệt giữa mùa mưa và mùa khô. Những cơn mưa đến 2 lần một năm. Một đợt ngắn từ tháng 10 đến tháng 12 và một mùa mưa kéo dài hơn, mạnh mẽ hơn từ tháng 3 đến tháng 6. Gorongoro là một miệng núi lửa cổ xưa nằm ở trung tâm của thế giới hoang dã hoành tráng của vùng đất Tanzania. Nó thể hiện một cảnh quan nổi bật được tạo ra bởi một vụ nổ thảm khốc xảy ra từ nhiều triệu năm trước. Gorongoro ban đầu cao bằng núi cao nhất châu Phi, Kilimanjaro. Nhưng sau những đợt phun trào, nó sụp đổ và hình thành nên cảnh quan ngày nay. Khu vực xung quanh núi lửa Gorongoro được người dân địa phương gọi là khu vườn địa đàng. Miệng núi lửa chìm xuống độ sâu 600 mét tạo nên một vòng vây tự nhiên. Một cái bát khổng lồ với cỏ tươi nuôi sống các loài động vật hoang dã. Từ linh dương cho đến ngựa vằn, tổng cộng có 25.000 loài động vật lớn và ít nhất 100.000 loài động vật nhỏ hơn cùng tồn tại ở trong sự hài hòa sinh thái. Nơi đây là nhà của một số loài động vật lớn nhất và cuốn hút nhất như trâu rừng, sư tử, báo, voi đồng cỏ hay tê giác. Sư tử là loài mèo lớn duy nhất sống theo nhóm xã hội. Sự thành công của một con sư tử đầu đàn là một đại gia đình với khoảng 10 con cái và các con non của chúng. Khi đàn con lớn lên, những con cái sẽ ở lại đàn nơi chúng được sinh ra, còn sư tử đực sẽ rời đi tìm một nhóm mới khi nó được 3 tuổi. Trở thành một phần của đàn sư tử mới không phải là điều dễ dàng, vì con đực thống trị trong nhóm sẽ quyết liệt bảo vệ lãnh thổ của mình khỏi kẻ lạ mặt mới đến. Sư tử đánh dấu lãnh thổ của chúng bằng nước tiểu, gầm lên đe dọa và đuổi theo bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Đó không phải là một công việc dễ dàng, vì lãnh thổ của một đàn sư tử có thể rộng đến 250 km². Khi một con đực trưởng thành về mặt sinh sản, nó sẵn sàng thách thức con đực thống trị để giành quyền chiếm lấy những con cái. Thông thường, thời gian thống trị của con sư tử đầu đàn chỉ kéo dài khoảng 2 đến 3 năm. Trong thời gian này, nó có quyền giao phối với toàn bộ con cái trong đàn. Sư tử cái hầu như làm tất cả các công việc săn mồi. Nhiều con mồi của chúng có thể chạy rất nhanh và dẻo dai. Vì vậy, để hạ gục được con mồi, sư tử cần phải làm việc theo nhóm. Chúng tổ chức bầy đàn để rình rập con mồi. Một số thành viên có nhiệm vụ săn đuổi và dồn con mồi chạy vào ổ phục kích. Mặc dù con cái là những kẻ phải đi săn, nhưng luôn có một quy luật bất thành văn khi dùng bữa. Sư tử đầu đàn sẽ là con được ăn trước, sau đó mới đến các vai vế tiếp theo. Sau bữa ăn no nê, một con sư tử có thể ngủ đến 20 giờ. Cách đây rất nhiều năm, với những người dân ở đây, trong lễ trưởng thành của các thanh niên người Maasai, luôn có một nghi thức liên quan đến việc săn giết sư tử. Nhưng tại Gorongoro, điều đó đã được thay đổi theo thời gian. Giờ đây, những chiến binh Maasai này được các chuyên gia và chính quyền địa phương tuyển dụng để giúp bảo vệ sư tử. Họ sử dụng kiến thức khoa học kết hợp với truyền thống để quản lý và giám sát đàn mèo lớn xinh đẹp này. Trong khi sư tử đã tiến hóa để trở thành loài có tính xã hội, thì báo hoa mai lại là một kẻ cô độc trong thế giới mèo lớn châu Phi. Chúng dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi trên một cái cây cao và hoạt động chủ yếu về đêm. Vào ban ngày, ánh sáng lốm đốm trên cành cây cho phép con báo với những đốm của nó hòa lẫn vào môi trường tự nhiên. Ngụy trang giúp con báo chiếm thế thượng phong khi đi săn mồi. Trong số 5 loài động vật lớn của Gorongoro thì báo hoa mai là con vật khó được quan sát nhất. Nếu bạn muốn nhìn thấy một con báo đốm ở châu Phi, thì bạn cần phải là người kiên nhẫn, cộng thêm một chút may mắn. Báo hoa mai là loài vật đầy sức mạnh. Chúng sở hữu một bộ hàm siêu khỏe.
Nó là con mèo lớn châu Phi duy nhất có thể kéo một con mồi nặng lên một cành cây cao để tránh xa khỏi tầm mắt của kẻ thù. Đó là một chiến thuật sinh tồn vô cùng hữu ích khi xung quanh nó là đàn sư tử đông đảo cùng với những con linh cẩu xảo trá sẵn sàng cướp đi con mồi mà con báo phải vất vả để tìm kiếm. Năng lực tuyệt vời của báo hoa mai không chỉ dừng lại ở việc treo cây và săn mồi. Chúng còn là vận động viên bơi lội xuất sắc và tốc độ chạy đáng nể. Sở hữu khả năng có thể nhảy cao đến 3 mét trên không. Con báo xứng đáng là một động viên 5 môn phối hợp của đồng cỏ. Một con báo có thể sở hữu lãnh thổ rộng đến 75 km vuông. Lãnh thổ của con đực thường chồng lớn lên lãnh thổ của vài con cái. Bằng cách này, nó sẽ có nhiều sự lựa chọn khi đến mùa giao phối. Con vật lớn nhất trong số 5 loài động vật lớn của Gorongoro lại là một tín đồ của ăn chay. Voi bụi cỏ châu Phi. Loài sinh vật có chỉ số thông minh rất cao này sống theo đàn có thể lên tới 100 cá thể. Chúng là loài động vật hòa đồng và thường dành nhiều thời gian cho gia đình, lang thang trên các đồng cỏ tìm kiếm nước và thức ăn. Và không có gì ngạc nhiên khi một con vật có kích thước như vậy cần ăn khá nhiều. Một con voi trưởng thành dễ dàng tiêu thụ hơn 300 kg thức ăn mỗi ngày. Vì vậy, một đàn voi có đông thành viên cần một diện tích đất rất lớn để có thể tồn tại. Nhiều đàn gia súc ở Gorongoro chọn sống trên miệng vành núi lửa, nơi không khí mát mẻ hơn. Và việc chăm sóc con cái trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ nguồn thức ăn dồi dào. Một loài ăn cỏ lớn màu xám khác của Gorongoro là loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất ở châu Phi, loài tê giác. Có hai phân loài tê giác ở châu Phi là tê giác đen và tê giác trắng. Thật khó hiểu khi những con tê giác này không có màu đen và cũng không phải màu trắng. Thay vào đó là một màu xám khá giống nhau. Thị lực của tê giác khá kém. Vì vậy, nếu có lỡ chạm mặt một con tê giác ở Gorongoro, thì bạn vẫn có cơ hội chạy thoát. Giống như nhiều loài động vật có thị lực kém, tê giác được bù đắp bằng khứu giác và thính giác tuyệt vời. Mặc dù có thân hình lớn và đôi chân tương đối ngắn, nhưng tê giác lại là một vận động viên chạy ấn tượng. Dù có thể dễ dàng đạt tốc độ 50 km/h, cả hai loài tê giác của châu Phi đều đang bị đe dọa do nhu cầu về sừng đến từ châu Á vẫn tiếp tục tăng. Chiếc sừng của tê giác được thần thánh hóa như một bài thuốc có thể chữa được nhiều loại bệnh. Và có giá rất cao trên thị trường chợ đen. Giờ đây, tê giác được bảo vệ với nỗ lực rất lớn của nhà chức trách để ngăn chặn những kẻ săn trộm. Một số biện pháp phổ biến được sử dụng như loại bỏ chiếc sừng của chúng hoặc tiêm thuốc độc vào sừng để nó không còn giá trị đối với những kẻ săn trộm. Một số các cá thể tê giác cũng được chuyển đến Úc. Và trong môi trường mới tại các vườn thú hoang dã của Úc, chúng đang phát triển mạnh. Các thế hệ sinh sản tiếp theo của những con tê giác này có thể được thả trở lại châu Phi nhằm cứu chúng khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Thành viên cuối cùng trong 5 loài vật lớn của Gorongoro là loài động vật có thực đơn thuần chay, nhưng chúng sẽ không ngần ngại tấn công và giết chết một con sư tử. Ở Gorongoro, vào một năm mưa thuận gió hòa, một đàn trâu có thể phát triển tới hơn 500 con. Cặp sừng cong vút là lý do khiến con vật này được cả những kẻ săn mồi lành nghề nhất phải kính trọng. Trâu đực và trâu cái đều có sừng. Mặc dù nguy hiểm như thế, nhưng trong quần thể của đàn trâu rừng, vẫn có một loài động vật ung dung kiếm ăn mà không phải lo sợ điều gì. Đó là chim Oxpecker. Loài chim tào nhã này sẽ vui vẻ cưỡi trên lưng trâu cả ngày. Chúng ăn ve, rần và các loài ký sinh trùng khác sống trên mình con trâu. Trâu rừng là con vật duy nhất trong số 5 loài động vật lớn của Gorongoro không bị đe dọa tuyệt chủng. Nhưng chúng cũng cần một lượng thức ăn và 30 lít nước mỗi ngày để tồn tại. Và may mắn thay, ở miệng núi lửa Gorongoro dường như có đủ những thứ chúng cần. Ở Bắc Mỹ không có trâu rừng,
Nhưng có một loài động vật với sức mạnh và vị thế tương đương với những con trâu rừng to lớn của châu Phi, loài bò rừng bison dũng mãnh. Chúng đã từng lang thang khắp các đồng cỏ ở đây với những bầy đàn to lớn. Di cư qua những đồng cỏ mùa hè và mùa đông của chúng. Nhưng việc săn bắn với quy mô chưa từng thấy trong thế kỷ 19 đã đẩy những con bò rừng này đến bờ vực tuyệt chủng. Khoảng 50 triệu con bò rừng đã bị giết. Vào thời điểm bi quan nhất, số lượng cá thể của bò rừng chỉ còn lại vài trăm con. Ở đây, tại Yellowstone, công viên quốc gia lâu đời nhất trên thế giới, bò rừng được bảo vệ tốt. Vì vậy, số lượng của chúng đang dần phục hồi cùng với các bầy đàn khác trên khắp khu vực Bắc Mỹ. Hiện nay, có khoảng nửa triệu con bò rừng đang sống trong các khu bảo tồn và các trang trại thương mại. Chúng là động vật có vú trên cạn nặng nhất ở Bắc Mỹ, và chắc chắn bạn sẽ rất ấn tượng khi bắt gặp chúng trong tự nhiên. Một con đực trưởng thành có thể cao hơn 2 mét tính đến vài và nặng hơn 1 tấn. Ngoài mùa di cư và giao phối, những con vật này thích sống theo từng nhóm nhỏ như một gia đình. Chủ yếu là con cái và các con non của chúng cùng với một con đực đầu đàn. Đàn bò bắt đầu quá trình giao phối vào mùa hè. Các nhóm tập hợp lại với nhau và những con đực thực hiện một nghi thức phải có trong mùa sinh sản. Đó là chiến đấu để giành con cái. May mắn thay, phần lớn trong số những cuộc chiến này chỉ dừng lại ở mức độ kiểm tra thực lực của đối phương. Cho nên, sức mạnh của các chiến binh bò đực rất to lớn, nhưng thương tổn để lại sau mỗi cuộc chiến là không đáng kể. Đàn bò đực cũng cạnh tranh tạo ra những tiếng rống vang vọng trời đất. Và thật đáng ngạc nhiên khi các nghiên cứu chỉ ra rằng những con cái dường như thích con đực có tiếng rống nhỏ hơn. Bò bison dành nhiều thời gian của mình để kiếm ăn và nhai lại. Cỏ và các loài thảo mộc đứng đầu trong danh sách thực phẩm được yêu thích. Những bụi cây và cành cây cũng là một nguồn thức ăn không thể thiếu của chúng. Chim bò cũng là một phiên bản Bắc Mỹ của loài chim Oxpecker châu Phi. Và chúng đã trở thành bạn đồng hành thường xuyên của bò rừng. Côn trùng và ký sinh trùng phổ biến trên da của bò rừng bison là bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng đối với con chim. Và thứ con bò rừng nhận lại được là dịch vụ dọn dẹp miễn phí. Vào ngày 9 tháng 5 năm 2016, vị Tổng thống Mỹ đương thời Barack Obama đã ký đạo luật quốc gia về bò bison với việc quyết định loài thú này là biểu tượng lịch sử của Liên bang Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Một sự công nhận phù hợp trong một trong những loài động vật đồng cỏ ấn tượng nhất thế giới. Một loài động vật tuyệt vời khác mà bạn có thể bắt gặp trên các thảo nguyên của Bắc Mỹ là linh dương sừng nhánh. Đó là loài thú có vú chạy nhanh thứ hai chỉ sau báo gepard. Sống sót qua kỷ băng hà cuối cùng, linh dương sừng nhánh không có quá nhiều sự thay đổi so với tổ tiên. Từ thói quen hay ngoại hình kể từ lần đầu tiên nó chạy qua vùng Tây Nam vĩ đại khoảng 30.000 năm về trước. Về mặt di truyền học, linh dương sừng nhánh không phải là linh dương vì chúng có cấu trúc sừng khá khác biệt. Nhưng chúng đã lấp đầy cùng một hốc sinh thái. Những con vật ấn tượng này có thể đạt tốc độ hơn 80 km/h và có sức chịu đựng đặc biệt. Hàng đàn linh dương di cư khoảng 300 dặm mỗi năm để tồn tại. Đó là một trong những cuộc di cư dài nhất của động vật có vú trên cạn. Cuộc di cư chính của chúng về phía nam diễn ra vào mùa thu. Linh dương sừng nhánh di chuyển ra khỏi dãy núi Grand Teton khi băng tuyết đã đến gần và trải qua mùa đông ở Wyoming trước khi trở lại phía bắc đến đồng cỏ trên núi vào mùa xuân để bắt đầu quá trình sinh sản. Rất khó để bắt gặp những con vật này trong mùa di cư khi chúng di chuyển theo đàn lớn. Linh dương sừng nhánh được tiến hóa để chạy. Chúng có khí quản, tim và phổi lớn. Và chúng có thể chạy nhanh hơn tất cả những kẻ săn mồi thống trị của châu Mỹ, bao gồm chó sói, linh miêu và báo sư tử. Khá may mắn cho linh dương sừng nhánh khi loài thú săn mồi duy nhất có khả năng vượt qua tốc độ của chúng lại không phân bố ở lục địa này. Thú săn mồi nhanh nhất hành tinh sống ở châu Phi, vùng cận Sahara.
chỉ còn khoảng 10.000 con trong tự nhiên. Loài mèo lớn này phải cố gắng từng ngày để thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Và tại một trong những khu vực của Namibia, chúng dường như đang phải chiến đấu trong một cuộc đua khắc nghiệt của cuộc đời mình. Một thành trì quan trọng của loài báo là vườn quốc gia Etosha ở phía bắc Namibia. Phong cảnh nơi đây khắc nghiệt đến khó tin, nhưng dù sao nó cũng giúp Namibia khẳng định danh hiệu thủ phủ loài báo của thế giới. Ở trung tâm Etosha có một chảo muối cổ. Vào mùa mưa, nó như một thỏi nam châm thu hút những bầy đàn hoang dã tập trung về. Và trong đó bao gồm cả loài báo. Với tốc độ tối đa 100 km/h, loài báo Kepa có thể chạy nhanh hơn bất kỳ loài động vật nào trên trái đất. Nhưng giai đoạn đầu tiên của bất kỳ cuộc đi săn nào cũng bắt đầu bằng việc rình rập. Báo Kepa là loài săn mồi có thị lực nhạy bén và khả năng ngụy trang tuyệt vời. Vì vậy, chúng cố gắng tiếp cận con mồi càng gần càng tốt trước khi phát động một cuộc tấn công hao tốn năng lượng. Một cuộc truy đuổi bắt đầu. Con báo tăng tốc độ còn nhanh hơn cả một chiếc xe thể thao. Chỉ mất 3 giây để một con báo đạt tốc độ tối đa. Và khi điều đó xảy ra, nó dường như đang bay. Cái đuôi dài hoạt động như một bánh lái cho phép chúng thay đổi hướng đột ngột và móng vuốt của chúng không thu lại khi chạy. Cuộc đi săn của con báo này đã kết thúc với chiến thắng thuộc về kẻ đi săn. Báo Kepa có tỷ lệ săn mồi thành công cao hơn nhiều so với báo hoa mai và sư tử. Nhưng vì kích thước cơ thể nhỏ hơn các loài mèo lớn khác, nên con mồi săn được của loài này cũng có kích thước tương đối nhỏ như linh dương gazelle, thỏ rừng hay con non của linh dương đầu bò. Khi không phải mùa sinh sản, báo Kepa sống cuộc sống đơn độc. Con cái chăm sóc đàn con một mình và thời gian để một lứa con non trưởng thành có thể mất hơn 2 năm. Trong thời gian này, báo mẹ sẽ đi săn, chăm sóc những đứa con, chơi đùa với chúng và dạy chúng tất cả những gì cần thiết để báo con có thể sống sót trên đồng cỏ châu Phi. Ngụy trang là điều cần thiết và cơ bản đối với nhiều loài động vật đang cố gắng tránh xa nguy hiểm trên các thảo nguyên của châu Phi. Nhưng một gã khổng lồ hiền lành với rất ít cơ hội lẩn khuất trong tầm nhìn của kẻ khác và không nằm trong tầm ngắm của nhiều động vật ăn thịt lại đang thong dong trên đồng cỏ và tìm kiếm nguồn thức ăn từ các ngọn cây. Đây là hươu cao cổ. Nó là loài động vật có vú cao nhất thế giới. Một con hươu trưởng thành có thể cao tới 5,5 m. Việc hươu cao cổ có thể vươn cái miệng của mình tới cành cây keo lớn để tìm kiếm lá cây có nghĩa là chúng có thể sống thân thiện với các loài động vật ăn cỏ khác vì không phải cạnh tranh thức ăn. Khi nói đến ăn uống, hươu cao cổ được trang bị độc đáo với một chiếc lưỡi dài khó tin có thể đạt đến 45 cm, cùng với sự khéo léo và nhanh nhẹn giúp hươu cao cổ có thể lấy những cành chồi non tươi ngon nhất. Lưỡi hươu cao cổ cũng cần phải cứng vì cây keo của châu Phi được bảo vệ bởi tầng tầng lớp lớp gai nhọn. Con vật cao hơn 5 m này có 7 đốt sống cổ giống như con người và hầu hết các loài động vật có vú khác. Khớp nối giữa cổ và hộp sọ cho phép hươu cao cổ vươn đầu ra một góc gần như 90 độ so với mặt đất. Khi hươu cao cổ đực tham gia một trận chiến đấu, những động tác đánh nhau của chúng trông giống như đang uốn dẻo uyển chuyển, nhịp nhàng. Nhưng tác động của những cú đánh này là rất lớn. Một số con hươu cao cổ đôi khi sẽ bất tỉnh trong một cuộc chiến như thế. Bộ phận giống như sừng trên đầu của hươu cao cổ được gọi là ossicles. Chúng không phải sừng thật mà chỉ là sụn cứng được bao phủ bởi da và đôi khi là một búi lông nhỏ. Cả con đực và con cái đều có chiếc sừng sụn này khi vừa sinh ra. Trước đây, các nhà động vật học tin rằng chỉ có 2 loài hươu cao cổ ở châu Phi. Nhưng các xét nghiệm ADN gần đây đã chỉ ra ít nhất 5 loài khác nhau. Mỗi loài sống ở một khu vực địa lý khác biệt của lục địa. Cũng giống như dấu vân tay ở con người. Mỗi con hươu cao cổ có một cách sắp xếp bộ lông duy nhất. Vì vậy, các nhà khoa học có thể dễ dàng xác định các cá thể.
hươu cao cổ con khi mới sinh ra đã sở hữu một chiếc cổ dài. Những con non sơ sinh thường có chiều cao trên 2 mét và có thể ngay lập tức bú mẹ. Hươu cao cổ đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích sự phát triển của cây cối. Chúng có thể với lên những cành cây cao nhất, ăn hoa quả và hạt, sau đó phân phối hạt giống đi khắp nơi thông qua phân của chúng. Ở những vùng khô hạn của savanna, hươu cao cổ cũng cần uống nhiều nước. Đây không phải là thử thách dễ dàng khi bạn có một chiếc cổ dài và một đôi chân khẳng khiu. Với việc đưa một chiếc đầu từ độ cao 5 mét cúi xuống để uống nước, thật ngạc nhiên khi con hươu cao cổ không bị tụt huyết áp và bất tỉnh. Đó là nhờ huyết áp của chúng khá cao cùng với một trái tim lớn làm việc hiệu quả. Với tất cả áp lực dồn xuống đôi chân đang xòe ra của chúng, thật lạ khi các mạch máu chịu áp lực lớn của chúng không bị nổ tung. Tứ chi của hươu cao cổ được bao bọc trong lớp màng cứng, nén các tĩnh mạch và động mạch của chúng theo cách tương tự như bộ đồ đặc biệt dành cho phi công chiến đấu. Trên thực tế, các nhà khoa học từ NASA đã nghiên cứu khía cạnh đặc biệt này trong sinh lý học của hươu cao cổ và sử dụng những phát hiện của họ để hoàn thiện thiết kế bộ quần áo chuyên dụng của các phi hành gia. Thật là thú vị khi nghĩ đến loài vật đồng cỏ hiền lành này hiện đang góp phần khám phá những bí ẩn bên ngoài giới hạn của hành tinh chúng ta. Những nghiên cứu này có lẽ sẽ cho phép con người trong tương lai có những cuộc gặp gỡ gần gũi với một loài khác của nền văn minh xa xôi. Thực sự không thể phủ nhận một thực tế là các vùng đất của Úc trông có phần giống như một hành tinh xa lạ, và nhiều loài động vật sống trên lục địa này cũng trông rất giống sinh vật ngoài hành tinh. Nhưng có hai trong số các loài động vật phổ biến nhất của quốc gia Úc được biết đến rộng rãi. Chúng được vinh dự làm đại diện cho quốc huy của khối thịnh vượng chung Úc và được công nhận trên toàn thế giới. Đó là kangaroo và chim đà điểu emu. Loài chim đồng cỏ của Úc được đặc trưng với một cái cổ dài và đôi chân dài. Chúng là loài chim bản địa cao nhất của châu lục này, với chiều cao có thể lên đến gần 2 mét khi đứng thẳng. Chúng không thể bay nhưng có thể chạy với tốc độ gần 50 km/h. Chim emu là những vận động viên chạy nước rút rất giỏi, và chúng cũng được mẹ thiên nhiên ban cho một sức bền tuyệt vời. Có thể lang thang qua những khoảng cách rất xa để tìm kiếm thức ăn, đôi khi có thể lên tới 25 km một ngày. Nguồn cung cấp thực phẩm ở vùng hẻo lánh của Úc có thể không đoán trước được. Vì vậy, khả năng di chuyển đến các khu vực kiếm ăn xa khác là điều cần thiết để sinh tồn. Cách nuôi dạy con non của chim emu cũng có phần khác thường. Các cặp chim đực và cái ở cùng nhau trong 5 tháng đầu tiên của chu kỳ sinh sản. Những con đực sau đó sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ấp nở và chăm sóc con non của chúng. Nhưng với những con kangaroo thì khác. Kangaroo con được nuôi dưỡng hoàn toàn bởi mẹ của chúng. Có gần 70 loài kangaroo khác nhau ở Úc. Chúng lấp đầy mọi ngóc ngách của lục địa đang trôi dạt này. Nhưng phần lớn các loài kangaroo đều tập trung về không gian rộng mở của vùng hẻo lánh. Giống như hầu hết các loài động vật có vú của Úc, kangaroo là loài thú có túi. Chúng được các nhà khoa học gọi là macropods, có nghĩa là bàn chân lớn. Đó là một nhóm động vật bao gồm wallabies, pademelons và bighorns. Chúng có nhiều hình dạng và kích cỡ đáng kinh ngạc, từ potaroo nhỏ như con thỏ cho đến kangaroo đỏ với thể hình tương đương con người. Tất cả chúng đều có đặc điểm chung là chân sau và cái đuôi ngoại cỡ, khỏe mạnh và khả năng lao tới với tốc độ cao bằng những cú nhảy dài duyên dáng. Một số loài cực kỳ hiếm và chỉ giới hạn ở một vài khu vực nhỏ. Loài kangaroo phổ biến nhất là Eastern Grey, có thể được tìm thấy dọc theo 1/3 phía đông của nước Úc, ở các bờ biển và sa mạc nội địa. Giống như nhiều loài kangaroo, Eastern Grey là động vật có tính xã hội sống theo nhóm, được gọi là mob. Mỗi mob được thống trị bởi một con đực đầu đàn với một số con cái trưởng thành và những con kangaroo nhỏ hơn. Ở loài chuột túi Joey's, một con chuột túi cái có thể chăm sóc 3 đứa con non một lúc.
Con lớn nhất vừa rời khỏi túi mẹ không lâu và đang học cách sống một cuộc sống độc lập, gặm những chiếc lá non trên đồng cỏ. Nhưng nó vẫn sẽ sống cùng mẹ trong một thời gian nữa. Một con chuột túi Joey non hơn vẫn đang được chăm sóc trong chiếc túi của mẹ nó. Và con thứ ba thì đang ở giai đoạn phôi thai, trong một trạng thái tăng trưởng bị đình chỉ mà các nhà khoa học gọi là thời kỳ sinh sản. Ngay khi con non ở giữa đủ lớn để rời khỏi túi mẹ, một tín hiệu hóa học sẽ kích hoạt phôi thai phát triển. Những con chuột túi Joey sinh sống ở phía đông, chủ yếu sống về đêm. Chúng nghỉ ngơi vào thời điểm nóng nhất trong ngày và ra ngoài ăn cỏ vào lúc hoàng hôn. Nhiều người Úc tin rằng kangaroo và emu xứng đáng là biểu tượng trên quốc huy của quốc gia vì chúng là những động vật không đi lùi. Nó tượng trưng cho khát vọng cao cả nhất của đất nước, luôn tiến về phía trước. Trên thực tế, có khá nhiều quốc gia có các loài động vật đồng cỏ trong biểu tượng quốc gia của họ. Nam Phi là một trong số đó. Ở một quốc gia mà việc lựa chọn rất đa dạng, có thể là một số con vật kiêu hãnh nhất như sư tử, báo hay voi, thì họ đã quyết định lựa chọn loài chim thư ký bí ẩn để trao lên chiếc vương miện cao quý trên biểu tượng quốc gia. Người ta cho rằng chim thư ký được đặt tên như vậy vì nó có nét giống với hình mẫu thư ký của những năm 1800 với chiếc bút lông ngỗng dài sau tai, áo khoác đuôi tôm màu xám dài đến đầu gối và chiếc quần tối màu. Chim thư ký thích đi bộ hơn là bay. Loài chim thanh lịch này có thể đi tới 30 km mỗi ngày để tìm kiếm thức ăn. Chúng nổi tiếng với khả năng săn bắt và giết rắn đồng cỏ, nhưng chúng cũng ăn các loài động vật có vú nhỏ cùng một số loài bò sát và côn trùng. Việc tiêu diệt con mồi trong một cú tấn công nhanh chóng bằng móng vuốt hay những cú đạp không thường tiếc để khiến con mồi bất tỉnh hoặc chết đã làm nên ấn tượng về loài chim này. Chim thư ký là loài chim phổ biến khắp châu Phi, phía nam sa mạc Sahara. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp chúng ở Sabisans, một khu bảo tồn động vật hoang dã giáp với Kruger, một trong những công viên quốc gia vô cùng rộng lớn. Không có hàng rào ngăn cách giữa hai khu bảo tồn này, vì vậy tất cả các loài động vật tự do đi lại giữa hai khu vực. Tê giác trắng, voi, hà mã, sư tử và loài chim lớn nhất thế giới, đà điểu. Một loài động vật đáng chú ý khác ở đây có nguồn gốc từ khu vực Đông Nam Châu Phi là linh dương Niala. Môi trường sống ưa thích của chúng là ở những khu vực mà thảo nguyên và rừng cây hợp nhất. Chiếc sừng chính là thước đo phong độ giữa các con đực của loài Niala. Những con đực sử dụng sừng để phô trương sức mạnh, thể hiện ưu thế di truyền và chiến đấu với con linh dương đực khác để giành quyền giao phối. Một loài linh dương phổ biến hơn nhiều ở thảo nguyên Sabisans là linh dương Impala. Chúng được tìm thấy trong các đàn lớn. Đó là một chiến thuật sinh tồn để bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi, chẳng hạn như sư tử. Khi những kẻ săn mồi đến gần, con linh dương đầu tiên nhận thấy nguy hiểm sẽ phát ra âm thanh báo động bằng một tiếng kêu lớn khiến cả đàn bỏ chạy. Impala không chỉ chạy rất nhanh, chúng còn nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Một lợi thế khác là chúng có thể nhảy rất cao. Có một động tác độc đáo mà chúng thường sử dụng, được gọi là strutting hay bronking. Trong tiếng của người dân bản địa có nghĩa là khoe khoang. Phong cảnh tuyệt vời của rừng sâu và đồng cỏ cận nhiệt đới này đã trải qua một sự biến đổi kỳ diệu. Đó từng là nơi săn bắn của hoàng gia, những người cai trị Nepal và các vị khách quý của họ. Một số loài động vật lớn sinh sống ở nơi đây là hổ Bengal, cá sấu Cario và loài tê giác lớn nhất hành tinh, tê giác một sừng. Những con tê giác khổng lồ này từng lang thang khắp phía bắc của tiểu lục địa Ấn Độ, nhưng đến năm 1975, số lượng cá thể của chúng đã sụt giảm nghiêm trọng và phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Chỉ còn khoảng 600 con trong tự nhiên. Những nỗ lực bảo tồn kể từ đó đã xoay chuyển mạnh mẽ hoàn cảnh bi đát của tê giác một sừng lớn.
Đến nay, số lượng cá thể của tê giác đã tăng lên hơn 6 lần và phân bố một số lượng lớn ở Chitwan. Công viên quốc gia này cũng là nơi bảo tồn rất nhiều loài động vật quý hiếm của Nepal. Đúng như cái tên, tê giác một sừng lớn có một cái sừng duy nhất màu đen có thể dài tới gần nửa mét. Nó cũng có những nếp gấp đặc biệt trên da, tạo ấn tượng như một lớp áo giáp. Da của tê giác một sừng lớn có thể dày tới 4cm. Ngoài ra, nó còn được bổ sung thêm 25cm mỡ dưới da. Tất cả chất béo đó có vẻ xa lạ với một loài động vật có vú sống ở vùng khí hậu có phần nóng bức. Nhưng nó cũng được cung cấp đầy đủ máu, giúp tê giác điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Tê giác một sừng ăn nhiều loài thực vật như cỏ, trái cây, lá và cành cây. Hầu hết những con tê giác này đều có cuộc sống đơn độc khi chúng chưa đến mùa kết đôi hoặc nuôi con. Mỗi con đực có một lãnh thổ xác định. Lãnh thổ này có thể thay đổi theo mùa và theo nguồn thức ăn. Tê giác sẽ chiến đấu quyết liệt để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của nó. Mặc dù có thị lực khá kém, nhưng tê giác là loài có khứu giác tuyệt vời và thính giác tốt. Chúng giao tiếp bằng ít nhất 12 âm thanh khác nhau, bao gồm tiếng khịt mũi, tiếng rống, tiếng gầm. Trên vùng đất Serengeti vào tháng 5 và tháng 6, khi cuộc di cư hàng năm diễn ra sôi nổi, nơi đây ngập tràn các bầy động vật hoang dã. Sự kiện này được nhiều người coi là cảnh tượng động vật hoang dã vĩ đại nhất trên trái đất. Những cơn sóng ngựa vằn, linh dương đầu bò và các loài động vật di cư đang di chuyển về phía bắc, tìm đến những đồng cỏ mùa mưa. Một hành trình xuyên qua hai quốc gia từ Tanzania đến Kenya. Gió mùa ở phía nam đã đi qua từ lâu và đồng cỏ sẽ sớm khô cạn. Các vách đá ở phía bắc Masai Mara đang đón những cơn mưa cuối cùng. Vì vậy, đây là nơi bầy đàn động vật ăn cỏ phải hướng tới. Khoảng 2 triệu con vật di chuyển qua Serengeti, diễu hành tới những đồng cỏ xanh tươi hơn. Hầu hết trong số chúng là linh dương đầu bò. Con vật có biệt danh là anh hề của đồng cỏ này, có tên trong thực đơn của nhiều loài thú ăn thịt trên khắp châu Phi. Nhưng bằng cách tập hợp thành đàn lớn để di chuyển đến đồng cỏ xanh tươi, những con vật khắc kỷ này có thể duy trì số lượng của chúng ở mức cao. Hàng trăm nghìn con ngựa vằn cũng tham gia vào chuyến đi xuyên quốc gia. Những sọc đen trắng lôi cuốn trên cơ thể ngựa vằn có tác dụng rất lớn trong việc gây rối thị giác kẻ săn mồi. Khi tập hợp thành đàn, chúng tạo ra một mô hình mê hoặc khiến sư tử hay linh cẩu rất khó tiếp cận để chọn ra một cá thể làm mục tiêu. Các nhà khoa học cũng tin rằng các sọc trên người con ngựa vằn còn có một chức năng khác. Ở trên vùng đồng bằng này, nhiệt độ có thể đạt tới mức hơn 30 độ C và có rất ít bóng râm để che đi cái nắng của mặt trời từ đường xích đạo. Các sọc đen và trắng xen kẽ giúp hấp thụ nhiệt ở các mức độ khác nhau. Điều này có thể thiết lập một vi khí hậu gồm các luồng không khí trên người con ngựa vằn giúp con vật luôn mát mẻ. Khi quá trình di chuyển diễn ra, thử thách nguy hiểm nhất của cuộc hành trình tới gần hơn, vượt sông Mara. Với một con sông có bờ dốc không ổn định, nước sâu và chảy xiết là đã đủ khó khăn. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu, vì còn nhiều động vật ăn thịt đói khát đang chờ đợi chúng. Hai bên bờ sông ẩn náu những con báo và sư tử đói đang rình mò kẻ đi lạc. Đàn thú ăn cỏ biết việc vượt sông sẽ là quá sức với một số con linh dương và ngựa vằn yếu ớt. Nhưng mối nguy hiểm lớn nhất lại đang nằm ngay phía dưới mặt nước đục ngầu. Cá sấu sông Nin hùng ác, to lớn, mạnh mẽ và có tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng những bầy đàn gia súc đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các đồng cỏ tươi tốt bên kia sông. Chúng không có lựa chọn nào khác ngoài cố gắng lao hết sức bình sinh qua con sông hung hiểm. Đây là một cuộc tranh giành sự sống của những kẻ mạnh nhất với mức độ tàn khốc nhất. Nhưng với số lượng đông đảo của chúng, trong số hàng ngàn con vật thực hiện chuyến vượt sông, chỉ có ít hơn 1% trong số đó sẽ bị giết. Nhưng vẫn còn một trở ngại nữa. Tại nhiều điểm giao cắt, bờ sông Marai có thể cao, dốc và không ổn định. Rất nhiều con linh dương đã không thể qua khỏi con sông,
chúng kiệt sức, bị động vật ăn thịt, bắt làm con mồi, và một số lượng lớn chết đuối khi không thể leo qua bờ dốc cao bên kia sông. Nhưng khi nhiệm vụ di cư đã thành công, những con sống sót sẽ có thời gian và tài nguyên thỏa sức để ăn uống và phục hồi trước khi thực hiện cuộc hành trình ngược lại sau 6 tháng nữa. Cuộc di cư tuyệt vời này là một trong những trải nghiệm động vật hoang dã đỉnh cao trên thế giới. Từ thảo nguyên của Bắc Mỹ đến vùng hẻo lánh của Úc, và xa hơn thế nữa, đồng cỏ mang đến vô số cơ hội cho các loài động vật hoang dã trên khắp thế giới. Đó cũng là nơi chứng kiến những cuộc rượt đuổi không hồi kết giữa con mồi và kẻ săn mồi. Chúng được mệnh danh là những thợ xây, những kiến trúc sư đỉnh cao của thế giới tự nhiên. Tùy môi trường sống của mỗi loài mà chúng chọn nơi xây chỗ trú ngụ khác nhau. Có loài làm nhà ở dưới nước, loài khác thì ở trên cây. Và một số loài thì chọn lòng đất làm nơi trú ẩn. Có loài xây tổ một mình, nhưng có loài cần đến sức mạnh tập thể mới có thể hoàn thành nơi trú ngụ. Dù đơn giản hay cầu kỳ, phức tạp, thì ngôi nhà của chúng cũng đáng được khen ngợi, vì đó là kết quả của một quá trình làm việc chăm chỉ. Đó là nơi chúng sinh sản, chăm sóc, bảo vệ thế hệ sau. Đây là video về những công trình của các loài động vật. Những khu rừng trải dài từ Canada đến Mexico có một loài gặm nhấm lớn nhất Bắc Mỹ sinh sống. Chúng cũng là một kỹ sư thủy lực và công trình cần cù nhất. Chúng có khả năng xây dựng những ngôi nhà thực sự chuyên biệt, ở nơi mà những dòng sông băng cổ xưa từng chạm khắc nên vùng đất này. Hải ly tiếp tục định hình mảnh đất bằng các kênh nước. Chúng cần xây dựng một nơi an toàn để làm nhà. Một nhà nghỉ bên bờ sông ấm cúng hoặc một con đập ấn tượng biến dòng sông hoặc dòng chảy thành một cái ao. Cái đập của Hải ly là một pháo đài được xây dựng bằng cành cây và bùn hay bất cứ thứ gì khác tiện dụng. Con hải ly cẩn thận chăm chút không gian sống cho mình và gia đình. Sau đó che giấu lối vào nhà để tránh những kẻ săn mồi. Thực phẩm được lưu trữ dưới nước để giữ an toàn khỏi kẻ trộm. Một con đập hải ly có thể là một công trình khiêm tốn, hoặc cũng có thể là một công trình khổng lồ bằng đất cao 3 mét. Những con hải ly may mắn có thể sống trong những dòng sông rộng hoặc hồ nước yên tĩnh mà không cần xây một con đập phức tạp. Chúng xây các nhà nghỉ bên bờ nhô ra mặt nước. Nhưng trên những con suối và con sông hẹp, đàn hải ly phải làm việc cực lực. Các con đập đảm bảo rằng mực nước thất thường luôn ở đủ sâu để che giấu lối vào nhà và các tài sản của chúng. Giống như tất cả các loài gặm nhấm, răng của hải ly không bao giờ ngừng phát triển. Không những thế, chúng còn ngày càng trở nên sắc hơn. Phần sau của răng cửa mềm hơn so với phần đằng trước, vì vậy chúng mòn nhanh hơn để giữ sát cạnh răng. Hải ly xây dựng đập của mình theo tốc độ của dòng nước. Trong dòng nước chảy chậm, nó sẽ xây dựng một con đập thẳng. Trong dòng nước chảy xiết hơn, hải ly xây dựng một đường cong để tăng sự ổn định. Dù có phần vụn về trên đất liền, thì khi xuống nước, hải ly là một vận động viên bơi lội bậc thầy. Cùng với cái đuôi hình mái chèo và bộ lông bóng mượt, trơn nhẵn, nó có thể nín thở đến 15 phút. Một con hải ly trưởng thành có thể nặng tới 25 kg, đủ lớn để đe dọa một con cáo, chó sói hay những con chó rừng ghê gớm nhất. Khi không phải bận rộn nhặt nhạnh cành lá để xây nhà của mình, nó cầm cành cây, lá và cỏ cây. Hải ly là một loài động vật ăn cỏ. Hầu hết các động vật có vú không thể tiêu hóa cellulose, nhưng hải ly lại phát triển mạnh nhờ thực vật. Các vi sinh vật trong ruột của chúng giúp phá vỡ cellulose. Ngoài con người thì hải ly là loài động vật hiếm hoi có thể tác động lên môi trường sống để xây dựng ngôi nhà cho mình. Đôi khi đập của hải ly có thể gây ra vấn đề cho người dân địa phương, nhưng chúng cũng có thể làm dịu cơn lũ, tạo ao và chống sói mòn, cung cấp nhà cho cá, chim và côn trùng. Không sinh vật nào trong số đó quan trọng đối với hải ly. Nó làm thế chỉ vì muốn có một ngôi nhà an toàn để nuôi dưỡng con non. Đó là một loài vật
chung thủy thực sự. Hải Ly chỉ có một vợ, một chồng và có thể gắn bó với cùng một đối tác suốt đời. Chúng sẽ nuôi dưỡng khoảng 4 con hải ly con và những con non này sẽ nhanh chóng được cai sữa vào khoảng 4 tuần tuổi. Hải ly anh chị lớn hơn sẽ ở lại và giúp bố mẹ chúng chăm sóc những con nhỏ hơn. Vì vậy, trong một bầy hải ly có thể có tới hơn 10 cá thể. Gia cố đập, thu thập thức ăn và xua đuổi động vật ăn thịt là công việc chung của cả bầy để tránh cho những con hải ly nhỏ nhất có thể gặp nguy hiểm. Một gia đình hải ly có thể xây dựng những ngôi nhà khác nhau. Mặc dù vào mùa đông, chúng sẽ chỉ ở một trong những ngôi nhà đó. Sau đó, chúng sẽ hiếm khi mạo hiểm ra khỏi nhà mình. Khi các con non được khoảng 2 tuổi, chúng sẽ rời khỏi nhà và tìm kiếm một vùng đất mới để xây dựng nhà riêng. Cuối mùa thu là thời gian bận rộn nhất để bảo trì con đập. Mọi thứ phải thật vững chắc trước khi mùa đông tới. Các bức tường cách nhiệt hoàn hảo của ngôi nhà có thể giữ nhiệt độ thoải mái, chỉ nhỉnh hơn 0 độ một chút. Ngay cả khi ở ngoài trời, thời tiết là âm 20 độ C. Và bởi vì chúng không ngủ đông, chúng cần tích trữ thêm cành cây, cây bụi và để ở dưới nước, gần lối vào nhà. Sau tất cả những công việc khó khăn và vất vả này, Hải Ly không muốn bất kỳ ai gây rối với mình, kể cả những con hải ly khác. Trong điều kiện tốt nhất, sẽ không có một bầy hải ly nào khác trong vòng bán kính 1 km. Để chắc chắn, chúng sẽ đánh dấu lãnh thổ của mình bằng các túi mùi hương mạnh mẽ, cảnh báo những con hải ly tò mò tránh xa khỏi ngôi nhà của nó. Vào thế kỷ 17, bộ lông xa xỉ của hải ly đã thúc đẩy một giao dịch lông thú mạnh mẽ ở Bắc Mỹ. Sau khi hải ly châu Âu bị đẩy đến bờ tuyệt chủng, số phận của hải ly Bắc Mỹ cũng gần như theo sau. Ngày nay, ở nhiều nơi, hải ly đã được bảo vệ. Và bằng cách hiếm khi rời quá xa khỏi mặt nước, nó có thể trốn thoát nhanh chóng vào ngôi nhà kiên cố được xây dựng rất linh hoạt. Những đụn đất cao nổi lên từ sa mạc. Rừng nhiệt đới, rừng ôn đới và có thể là ở công viên gần nhà bạn. Mối và tổ mối được tìm thấy ở hầu hết các lục địa trên trái đất. Một số loài mối xây tổ dưới lòng đất và loài khác xây chiếc tổ khổng lồ của chúng trên mặt đất. Những gò đất với hình thù kỳ lạ này nằm rải rác trên một khu vực rộng lớn và có thể cao đến 10 mét. Đó là một cấu trúc rất chắc chắn, được làm từ bùn, gỗ đã tiêu hóa, nước bọt và phân. Có nhiều loài mối trải rộng trên khắp các châu lục. Và tổng trọng lượng của các loài mối trên thế giới nhiều hơn nhiều lần so với tổng trọng lượng của toàn bộ con người trên thế giới. Nhưng thật tốt khi chúng ta có rất nhiều mối trên trái đất này, vì chúng đóng vai trò quan trọng trong việc phân hủy một lượng lớn gỗ mục nát và lá cây. Nếu không có loài vật nhỏ bé này, thế giới của chúng ta sẽ lộn xộn hơn rất nhiều. Có một vấn đề là mối có thể gây ra những phiền toái không nhỏ khi chúng sống cạnh con người. Nhà cửa và đồ vật làm bằng gỗ có thể bị mối phá hủy nhanh chóng. Mối được gọi là kẻ hủy diệt thầm lặng, vì chúng có thể ăn mòn các bức tường hay sàn nhà mà không bị phát hiện cho đến khi công trình đã hư hại rất nặng. Hàng năm, chúng gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho các tòa nhà. Mối là những sinh vật nhỏ bận rộn, chúng không bao giờ ngừng ăn uống và làm việc. Mối sống theo từng đàn lớn, cùng nhau lao động và nuôi dạy thế hệ sau. Tất cả các con mối đều có một nhiệm vụ nhất định. Mối thợ chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì tổ, cũng như tìm kiếm thức ăn. Mối hộ vệ bảo vệ vương quốc của loài mối. Chúng trấn thủ ở lối vào của tổ, đánh đuổi kẻ thù hiếu chiến như kiến. Khi phát hiện ra nguy hiểm, chúng sẽ đá vào các vách tường của tổ. Điều này tạo ra rung động cảnh báo đàn mối bên trong. Tuy nhiên, bất chấp những cảnh báo này, không phải lúc nào cả đàn mối cũng được an toàn. Các loài động vật như thú ăn kiến và chim cũng rất thích ăn mối. Và ở một số nơi trên thế giới, người ta cũng ăn mối như một nguồn bổ sung protein. Mối thợ và mối lính cùng nhau chăm sóc trứng và con non. Những con mối hầu như bị mù hoàn toàn. Nhưng vì chúng sống cả đời ở dưới chiếc hang sâu và tối, nên điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến chúng. Tuy nhiên, mối chúa và mối vua thì có thể nhìn thấy.
chúng cần phải ưu tiên cho việc tìm bạn tình. Mối chúa có thể dài đến 15cm và có tuổi thọ từ 25 đến 30 năm. Cứ sau 3 giây, con mối chúa sẽ đẻ ra một quả trứng và chúng có thể sinh ra gần 30.000 quả trứng mỗi ngày. Nhờ tất cả số trứng này, các tổ mối có thể phát triển nhanh chóng và trở nên rất lớn. Một số tổ mối có thể chứa hơn 3 triệu con mối. Nếu mối vua hoặc mối chúa chết đi, một con mối non sẽ phát triển thành mối chúa hoặc vua. Mối là những kiến trúc sư tuyệt vời của tự nhiên. Bởi vì chúng phải sống thành đàn lớn như vậy, nên mối tạo ra những gò đất khổng lồ để duy trì nhiệt độ và độ ẩm chính xác. Lũ mối thợ cẩn thận tạo ra các đường thông khí trong khắp gò đất, cho phép thông gió và lưu thông không khí thích hợp. Một cái tổ có thể mất từ 4 đến 5 năm để xây dựng hoàn thành. Tuy nhiên, một trận mưa lớn có thể khiến một gò đất sụp đổ. Mối liên tục làm việc để xây dựng lại các gò đất của chúng. Những con vật này tuy bé nhỏ, nhưng chúng lại là những kẻ dũng cảm, dám đương đầu với thách thức của tự nhiên. Con người, bao gồm cả kỹ sư và kiến trúc sư, đã nghiên cứu các gò mối trong nhiều năm, cố gắng tìm hiểu và học hỏi các kỹ thuật xây dựng từ loài côn trùng nhỏ bé nhưng hiệu quả này. Một đàn chuột chũi đơn lẻ có thể sinh sống trên một diện tích rộng, trải rộng tương đương diện tích của 15 sân bóng đá tiêu chuẩn. Có tới 300 con chuột cùng nhau làm việc trong một hệ thống các đường hầm và căn phòng dài gần một dặm. Số lượng cư dân dồi dào cho phép chúng khai thác nguồn thức ăn ở xa. Không ai biết làm thế nào mà những con vật sống cả đời mình trong bóng tối này có thể tìm ra hướng đào hang. Những miệng hố nhỏ nhìn giống như miệng núi lửa không ngừng phun đất cát lên trên mặt đất. Tác giả của hiện tượng này không phải ai xa lạ, đó là một con chuột chũi chăm chỉ. Để quan sát được những con vật trần trụi này là một điều không hề dễ dàng. Chúng hiếm khi xuất hiện trên mặt đất vì nơi này là địa bàn của loài rắn săn chuột hay chim ăn thịt. Động vật săn mồi có thể dễ dàng bắt và ăn thịt con chuột chũi tội nghiệp không có một chút năng lực kháng cự này. Loài chuột chũi có thính giác nhạy bén và có thể nhận biết ngay cả khi đó chỉ là rung động nhỏ nhất. Con chuột làm nhiệm vụ canh gác có bộ lông cực kỳ nhạy cảm và đôi mắt có khả năng nhận biết thay đổi trong áp suất không khí. Điều đó giúp chúng biết chuyện gì đang xảy ra trên mặt đất. Đàn chuột chũi sống chung với nhau thành một xã hội dưới lòng đất quanh một con chuột chũi chúa. Chuột chũi là loài thú có vú duy nhất có tập tính sống quanh một con đầu đàn giống như kiến hay mối. Trừ một hoặc hai con chuột đực có nhiệm vụ sinh sản. Phần lớn chúng là chuột thợ, chuột đào bới và canh gác. Chuột chũi chúa không thể sống sót nếu thiếu sự trợ giúp. Chuột chúa là con cái nhân giống duy nhất trong đàn. Nó to lớn hơn những con khác nhiều. Khi trở thành chuột chúa, nó tiết ra một loại hormone đặc biệt tạo ra quá trình tăng khoảng cách giữa các đốt sống, khiến kích thước của nó được tăng lên. Chuột thợ đào bới bằng một chiếc máy xúc nhỏ. Đó là những chiếc răng và móng vuốt của chúng. Loài chuột chũi cũng có tập tính giống loài mối, đó là bảo vệ chuột chúa. Để xây dựng thành phố trong lòng đất của mình. Trước tiên, chúng xây dựng ống thông khí và cửa thoát hiểm. Sau đó, chúng xây dựng phòng ăn, phòng vệ sinh, phòng ngủ. Để đi từ phòng này tới phòng khác, chúng phải vượt qua một hệ thống đường hầm rất dài. Một vài con chuột chũi lớn không tham gia vào việc xây dựng. Chúng là chuột lính có nhiệm vụ bảo vệ. Không một sinh vật lạ nào được bén mảng vào đây. Chuột chũi không hề khoan dung với kẻ nào có ý định xâm lược. Những con chuột đào bới làm việc hiệu quả bởi vì chúng có thể đi lùi mà không bị chậm lại. Rất ít loài động vật có khả năng đặc biệt này. Chuột chũi làm được như vậy vì chúng cảm nhận môi trường qua lớp lông chứ không phải bằng mắt. Buồng của chuột chúa cũng là nơi dành cho chuột con. Chuột con đã bắt đầu tập đào bới và mẹ của chúng cảm nhận được điều đó. Chuột thợ sử dụng răng cửa để đào bới nhanh hơn. Bốn chiếc răng của chúng nằm chìa ra ngoài, giữ cho đất không vào miệng. Xung đột là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của một gia đình động vật. Bất kỳ một sự hỗn loạn nào gây ảnh hưởng đến sự phân chia cấp bậc của chúng cũng phải được thiết lập lại.
chuột đực có nhiều cách để chiếm ưu thế so với những con chuột khác trong đàn. Chúng có thể nhe răng ra và cắn. Kẻ chiến thắng thường là con chuột lớn hơn. Nó sẽ tiết ra nhiều testosterone hơn và trở thành đối tượng yêu thích của chuột chúa. Một khi đã chứng tỏ sự nổi trội của mình, con chuột thắng cuộc sẽ dừng đánh nhau và đứng xem những kẻ thua cuộc quay lại làm việc. Chuột chũi không bao giờ rời hang để đi kiếm ăn. Chúng chỉ việc đào đất để tìm rễ cây và các loại củ yêu thích. Chỉ cần một vài củ khoai lang là đủ cho một bữa tiệc của đàn chuột. Những con chuột đói bụng dường như đang khoét một đường hầm vào củ khoai lang. Con chuột này đang mạo hiểm bước ra ngoài. Chuột chũi thường sống cả đời trong đàn, nhưng có một số con chuột được các nhà khoa học gọi là kẻ khai hoang. Nghĩa là khi con chuột muốn tự tìm một bầy đàn khác cho mình, và nó sẵn sàng thực hiện một hành động quả cảm, bước ra khỏi hang nơi mà nó dễ dàng gặp nguy hiểm. Với một sinh vật có kích cỡ nhỏ như vậy, thì đây là một cuộc hành trình khó khăn. Nhưng con chuột đực này vẫn chăm chú tìm kiếm chuột cái để tạo ra một bầy đàn mới. Thính giác sẽ dẫn nó đến một đàn chuột lạ khác. Việc đầu tiên nó cần làm là đánh hơi căn phòng mà đàn chuột lạ dùng để đi vệ sinh. Việc này giúp nó làm quen với mùi của đàn chuột mới mà không bị phát hiện. Choáng váng bởi không khí trên mặt đất, kẻ khai hoang này cần điều chỉnh lại nhịp thở. Phổi của chuột chũi có kích thước nhỏ và chúng đã quen với việc hấp thụ oxy từ không khí bẩn, chứ không phải không khí trong lành trên mặt đất. Nhà thám hiểm đã đến được khu vực vệ sinh của đàn chuột mới. Nó tự nguyện đi qua đống chất thải và thêm vào đó cả nước tiểu của mình. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Để có được chuột chúa, con chuột này còn phải chiến đấu với con chuột vua của đàn mới, và nó phải thật nỗ lực để giành được một vị trí tốt. Mặt trời mọc đánh dấu sự khởi đầu của một ngày mới, và ở sa mạc Kalahari của châu Phi, động vật hoang dã đang tất bật với một ngày bận rộn. Chú chim thợ dệt mặt nạ này nhìn quét qua khu vực một cách cẩn thận. Nó thu thập những ngọn cỏ khô để xây tổ của mình. Hầu hết các loài chim chỉ xây dựng một công trình qua loa hình chiếc bát hay chiếc đĩa bắt qua loa trên những cành cây. Nhưng giống như chính cái tên của mình, chim thợ dệt là những kẻ khéo léo và cần mẫn. Nó đang chiến tổ của mình thành một cấu trúc phức tạp. Căn phòng kỳ công này được treo tập trung trên một cái cây cao. Và ở cách đó không xa, những người họ hàng của chúng cũng là những con chim thợ dệt đã đưa chiếc tổ chim trở thành một công trình tuyệt vời, một biểu tượng của vùng sa mạc gió cát. Chúng đã cùng nhau xây nên một chiếc tổ vĩ đại, giống như một tòa chung cư của loài người. Tổ hợp độc đáo này là tập hợp của hơn 100 căn phòng nhỏ nằm chung dưới một mái nhà. Một khu phức hợp căn hộ dành cho loài chim. Nơi này không chỉ có mình chim thợ dệt sinh sống, những con chim yến phụng và chim cát sẻ cũng đã tranh thủ cơ hội chiếm lấy một căn phòng tiện nghi. Tổ chim khổng lồ có thể được xây dựng và tồn tại qua nhiều thế hệ và nhiều năm tháng. Để làm ra chiếc tổ của mình, con chim thợ dệt mặt nạ vòng các ngọn cỏ lại với nhau quanh một cành cây để tạo phần đế. Sau đó, nó xây dựng phần thân rỗng trước khi bổ sung thêm lối vào. Chim thợ dệt cần đến khoảng 1.000 cọng cỏ để làm ra một chiếc tổ tinh xảo như vậy. Và điều này có thể khiến con chim mất vài tuần để hoàn thành. Một số loài thiết kế mái vòng, trong khi một số loài khác thích lối vào hình chiếc ống. Nhưng chiếc tổ khổng lồ của những con chim thợ dệt Phyllateros socius không được kỳ công như họ hàng của chúng. Chúng không dệt quá nhiều, mà chọn cách xây tổ bằng phương pháp xếp chồng lên nhau và sử dụng bất cứ vật liệu nào có thể kiếm được. Chim thợ dệt là một loài chim thuộc phân họ Placini. Đó là một phân họ đông đảo với hơn 100 loài chim thợ dệt, và hầu hết chúng đều sống ở các vùng thuộc châu Phi. Chim thợ dệt tiến hóa và hình thành cách đây khoảng 15 triệu năm, thời điểm mà các hệ sinh thái châu Phi chuyển từ rừng sang đồng cỏ. Điều kiện thuận lợi cho phép chim thợ dệt ban đầu lan rộng và phát triển thành các loài được nhìn thấy ngày nay. Ở trên vùng sa mạc Kalahari, vào ban ngày, nhiệt độ có thể lên đến 45 độ C, và khi đêm xuống, nhiệt độ chỉ còn chưa đến 5 độ. Trong điều kiện khí hậu cực đoan này, một chiếc tổ kiến
sẽ là giải pháp bảo vệ hiệu quả cho loài chim thợ dệt nhỏ bé. Một chiếc tổ kiến cũng giúp bảo vệ trứng của chúng một cách hiệu quả, tăng tỷ lệ ấp nở thành công và giúp chim bố mẹ đỡ vất vả hơn trong công việc ấp trứng. Nhờ khả năng thích nghi đặc biệt, chim thợ dệt đã không ngừng mở rộng môi trường sống, ghi dấu ấn của chúng vào hệ sinh thái của châu Phi. Và cũng trong chính thời kỳ biến đổi, một số loài chim thợ dệt đã tụ tập lại với nhau để làm tổ theo nhóm. Không có gì lạ khi các loài chim nhỏ sống theo nhóm. Trong một môi trường sống có đầy sự đấu tranh như châu Phi, thì việc có bạn đồng hành là một điều tuyệt vời. Chúng cùng nhau di chuyển đến bất cứ nơi nào có thức ăn và nước uống. Trong một nhóm lớn, thông tin có thể dễ dàng trao đổi giữa các cá thể và cho phép chim có thể theo dõi các nguồn thức ăn và các mối nguy hiểm. Thức ăn của chim thợ dệt chủ yếu là côn trùng. Chúng sẽ đi săn cùng nhau để tăng hiệu quả bảo vệ lẫn nhau. Với những loài chim nhỏ, chúng có xu hướng dễ bị tấn công. Và do đó, nếu đàn chim càng đông, thì nguy cơ chúng trở thành mục tiêu càng thấp. Trí tưởng tượng của con người phong phú đến đâu? Đó là một câu hỏi khó có thể trả lời. Và sự sáng tạo của mẹ thiên nhiên cũng vậy. Đối với những loài vật đã quen thuộc với con người hàng ngày, đôi khi nó cũng có những bí mật khiến chúng ta phải ngạc nhiên. Còn đối với những động vật xa lạ có phần kỳ quặc thì sao? Hẳn chúng phải có vô vàn sự khác biệt khiến loài người phải ồ lên vì quá nổi lạ lẫm. Và đây là video đưa bạn đi khám phá những sinh vật kỳ dị của tự nhiên. Dưới đáy đại dương có một sinh vật trông thật kỳ quặc. Một con cá rất cổ xưa. Nó đã không thay đổi trong 300 triệu năm. Sinh vật này được biết đến với cái tên cá mút đá. Nó sở hữu một lớp da mịn như nhung và không có vảy, trường dọc theo đáy đại dương tối tăm. Nó có hộp sọ nhưng không có xương sống. Cá mút đã có những lỗ nhỏ chạy dọc theo chiều dài cơ thể đang uốn éo của nó. Một số có tác dụng để thở và một số để thải chất nhầy. Nhưng đặc điểm kỳ lạ nhất của con cá chính là cái miệng. Nó trông giống như vừa được lấy ra từ một bộ phim về người ngoài hành tinh. Cái miệng không có hàm này được tạo ra với mục đích băm nhỏ xác chết. Được cấu tạo với nhiều cái răng nhọn xếp trên hai tấm xương. Với khứu giác nhạy bén, con cá mút đá này đã phát hiện ra hương vị ngọt ngào của xác chết. Một bữa tiệc tuyệt vời đã đến. Cá mút đá không có vầy, nhưng không vì thế mà việc di chuyển của nó trở nên khó khăn. Cái đuôi dài giống như mái chèo giúp cho việc bơi lội của nó trở nên nhẹ nhàng. Con cá nhanh chóng ngoạm lấy cái xác và cái miệng của nó bắt đầu hoạt động. Phần thịt ngay lập tức bị xé rách và được đưa xuống cổ họng đầy răng của nó. Chẳng mấy chốc, bữa tiệc đã trở nên điên cuồng với sự tham gia của nhiều con cá mút đá. Để ngăn chặn những kẻ đói khát đến sau, cá mút đá tiết một lượng lớn chất nhờn vào trong nước. Điều này thực sự có hiệu quả. Chỉ trong vài phút, cái xác tội nghiệp chỉ còn lại xương. Những con cá mút đá phải ăn thật nhiều vì có thể mất đến vài tháng nữa trước khi chúng có thể tìm thấy một bữa ăn khác như thế. Hãy nhìn vào con bọ màu đỏ này. Có thể bạn sẽ thấy nó thật hài hước với chiếc mũi dài kỳ lạ của mình. Nhưng con bọ sát thủ này thực sự không phải là một cá hề. Nó có khả năng hóa lỏng con mồi theo đúng nghĩa đen. Màu đỏ sặc sỡ của nó không phải để cho đẹp. Đó là sự cảnh báo cho những kẻ săn mồi khác về sự nguy hiểm. Sở hữu chiếc râu dài bằng chính cơ thể. Đó như một chiếc anten giúp nó tìm kiếm con mồi. Cái miệng giống như chiếc kim có thể gây ra một vết chích đau đớn lên nạn nhân. Con bọ này đã phát hiện ra một con mồi ngon lành. Nó ngay lập tức khóa mục tiêu. Nhanh chóng tiếp cận và khống chế con mồi. Nó cần tìm thấy một điểm yếu để đâm chiếc vòi như lưỡi kiếm của nó vào nạn nhân. Trong vài giây, con mồi bị tê liệt và những mô mềm trong cơ thể bắt đầu tan ra. Cái vòi xuyên qua ruột nạn nhân tìm một loại hỗn hợp enzyme và dịch tiêu hóa gây tử vong. Loại chất dịch có độc này phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó, biến các tế bào thành một món súp ngon lành. Sau khi món ăn đã sẵn sàng, con bọ sát thủ sẽ dùng chính chiếc vòi đó
hút phần dinh dưỡng kia trở vào bụng. Hầu hết những con bọ kiếm ăn theo cách này đều có hai ống riêng biệt cho việc tìm chất độc và hút thức ăn. Nhưng cái vòi của bọ sát thủ lại kiêm cả hai vai trò, vừa là ống tìm, vừa là ống hút. Điều này cho phép nó có thể tấn công con mồi lớn gấp đôi kích thước của nó. Ẩn mình trong bóng tối, một thợ săn tối thượng đã đưa khái niệm về bộ hàm lên một tầm cao mới. Bộ hàm của sinh vật này kỳ quái đến nỗi, chúng được Hollywood xây dựng thành một bộ phận của sinh vật ngoài trái đất trong bộ phim bom tấn Alien. Đây là loài lươn Moray. Con lươn này đã phát hiện ra một con cua lẩn khuất trong đám cỏ biển. Nó sẽ phải tiếp cận gần hơn để giải phóng sức mạnh của bộ hàm lợi hại mà nó sở hữu. Xác định lại vị trí hiện tại của mục tiêu, thiết lập một cuộc phục kích hoàn hảo. Ẩn mình trong bóng tối và thật kiên nhẫn chờ đợi. Con cua hồn nhiên tiến lại gần. Con lươn cũng đã chủ động xuất kích. Một cú bắt mồi rất chính xác. Hàm của Moray được trang bị những chiếc răng sắc nhọn uốn ngược về phía cổ họng. Khi con lươn đã bắt được con mồi, những chiếc răng còng cũng dập tắt hy vọng chạy thoát của nạn nhân. Điều đặc biệt chưa dừng lại ở đó. Con lươn có bộ hàm thứ hai nằm phía sau hộp sọ lao về phía trước với tốc độ cao. Chiếc hàm hầu này kẹp chặt con mồi và kéo xuống họng để nuốt chửng. Cơ chế đặc biệt này đã truyền cảm hứng cho bộ phim Người ngoài hành tinh của Ridley Scott. Một khi con mồi bị mắc kẹt vào chiếc hàm kép, nó vẫn có thể vùng vẫy tùy ý, nhưng hy vọng trốn thoát thì đã không còn. Nó sẽ trải qua giây phút hấp hối ở sâu trong cổ họng con lươn. Cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào. Con vật trông có phần lông lá này có tên là nhện câu cá, và giống như chính cái tên của mình. Loài nhện chân gai này là nỗi ám ảnh của những cư dân trong ao nước trên khắp thế giới. Vẻ ngoài của con nhện cũng sẽ khiến bạn phải giật mình nếu có vô tình bắt gặp chúng. Nhưng đôi chân của chúng mới chính là thứ đem đến sự quái đản. Loài nhện kỳ lạ này không chỉ có thể đi trên mặt nước, mà còn có thể phân tích tình huống dưới nước bằng đôi chân của nó. Hàng triệu gai nhỏ giúp nhện phát hiện ra rung động dù là nhỏ nhất ở trên mặt nước. Nó có thể phán đoán chính xác chuyển động đến từ đâu, hay thậm chí con mồi là gì. Đây là một con nhện sống trong một cái ao nhỏ phong phú thức ăn. Đôi chân sau của nó giúp nó cố định thân mình chắc chắn, trong khi đôi chân chính khỏe mạnh bắt đầu hoạt động. Mọi rung động nhỏ đều được nó đánh giá rất kỹ. Con cá này đã may mắn chạy thoát. Con nhện không hề nao núng, nó ngay lập tức tìm kiếm con mồi tiếp theo. Đi bộ trên mặt nước đã là một chuyện rất thú vị, nhưng con nhện câu cá còn có khả năng thở dưới nước. Những sợi lông không thấm nước xung quanh bụng nhện tạo ra một bong bóng khí. Phổi của con nhện trông như một chồng sắt hút oxy vào từ bong bóng. Sự thích nghi đáng kinh ngạc này cho phép nhện câu cá thở ở dưới nước. Con cá có thể di chuyển ra khỏi khu vực săn mồi của con nhện, nhưng bây giờ nó vẫn đang ở vùng nước nông. Con nhện ra tay dứt khoát. Nó ngay lập tức tiêm nọc độc làm con cá tê liệt, từ từ biến một phần bên trong cơ thể con cá thành món súp bổ dưỡng. Phần thưởng này rất xứng đáng với nỗ lực của con nhện. Dơi ma cà rồng là loài dơi duy nhất trên thế giới hút máu. Nó là bậc thầy về định vị bằng tiếng vang và sử dụng sóng siêu âm dội lại để xác định vị trí của nạn nhân. Nó có thể bay, nhưng con vật có vẻ bề ngoài giống như chuột này lại thích tiếp cận con mồi từ dưới đất hơn. Chân sau và cổ tay mạnh mẽ giúp nâng đỡ trọng lượng cơ thể nó, trong khi ngón tay cái thon dài điều khiển và đẩy nó lên khỏi mặt đất. Nó có thể xác định được nơi máu ấm chảy gần da của nạn nhân nhờ các cảm biến nhiệt gần mũi. Bữa tối đã ở ngay trước mắt. Con dơi ma cà rồng không chỉ đơn giản là hút máu nạn nhân của mình. Với bộ răng đặc biệt và sắc nhất trong vương quốc động vật, dơi ma cà rồng nhẹ nhàng bứt sạch lông của nạn nhân và rạch một đường nhỏ trên da của chúng. Con dơi sử dụng chiếc lưỡi hình phễu của mình để liếm máu nạn nhân. Các rãnh cực nhỏ tạo thành các mô mềm trong miệng.
máu chảy trên những đường máng hẹp này và đổ vào cổ họng của dơi. Nhờ chất gây tê cục bộ trong nước bọt của dơi, nạn nhân không hề cảm thấy gì và chất chống đông máu giữ cho chất lỏng của sự sống này luôn chảy. Con gia súc này không hề biết có sự xuất hiện của con dơi trên cơ thể và dơi Macaron thỏa sức uống máu của nạn nhân mà không có một chút kháng cự. Nếu không được cung cấp máu mỗi đêm, con dơi sẽ chết đói. Nhờ có thính giác siêu phàm, con Macaron trong thế giới động vật này vẫn sẽ tìm ra được nạn nhân của nó và đêm mai nó sẽ quay lại để tiếp tục hút máu. Với lớp da trong như thủy tinh, bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy mạch máu ở trong cơ thể của con ếch này, cũng như ruột, gan và các cơ quan nội tạng khác. Ngay cả bộ xương của chúng cũng có thể được nhìn thấy. Và ở một số loài, xương của nó có màu xanh lá cây. Điều này giúp che giấu chúng tốt hơn trong những bụi rậm của khu rừng. Nhờ một số lớp da cực mỏng trên bụng và tứ chi, cùng với sự thiếu sắc tố nghiêm trọng trong tế bào, cơ thể chúng không phản xạ ánh sáng chiếu tới, mà cho phép ánh sáng đi thẳng qua. Kết quả là những con ếch này sở hữu một làn da mờ. Những kẻ săn mồi không có cơ hội tìm thấy con mồi khó nắm bắt này. Trên một vùng đất hoang vu đầy gió và cát, một kẻ thống trị man rợ đang nằm ẩn mình bên dưới. Sự hiện diện của nó chỉ được nhận ra bởi những xác chết bị phóng đi. Những cái xác khô khốc của nạn nhân bị vứt bỏ. Những cái vỏ rỗng của côn trùng bị hạ sát và ném sang một bên. Nhưng thế lực nào đã làm điều này? Đây chính là câu trả lời. Nó là ấu trùng của một con kiến sư tử. Sinh vật này là chủ của thế giới dưới lòng cát và đây là hang ổ của nó. Sử dụng phương pháp đào ngược độc đáo, con kiến sư tử tạo ra một cái hố hình phễu. Sau đó, nó tự chôn mình xuống cát và nằm chờ nạn nhân tiếp theo. Những con kiến chăm chỉ không biết rằng có một cái bẫy ngay dưới chân của chúng. Một con bọ đi vào miệng hố, những hạt cát trôi khiến nó mất khả năng di chuyển và trượt xuống cái phễu. Nó rơi ngay vào hàm răng tử thần đang đợi sẵn. Con kiến sư tử kéo con mồi của mình xuống cát, tìm một lượng chất độc và men tiêu hóa vào nạn nhân. Một món súp ngon lành đã được tạo ra. Sau đó, con mồi chỉ còn lại cái vỏ rỗng, bị ném đi một cách không thương tiếc. Nếu một nạn nhân đi qua cái hố mà không bị trượt xuống, kiến sư tử sẽ chủ động tấn công. Cố gắng vùng vẫy chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng, tên sát thủ cũng lộ mặt và thực hiện một vụ giết chóc. Nạn nhân cũng chỉ kháng cự trong vô ích. Một khi con mồi đã rơi vào hang của kiến sư tử, chỉ có một kết thúc cho câu chuyện kinh dị này. Đó là việc chúng bị biến thành một cái xác khô. Nhìn từ xa, con vật này trông giống như một con lợn rừng bình thường. Nhưng nhìn kỹ mà xem, chiếc răng cong vuốt của con lợn đang cắm vào chính hộp sọ của nó. Tên của loài vật này là Birirusa và nó được tìm thấy trong các khu rừng của Indonesia. Mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho chúng một cặp răng nanh không thể tồi tệ hơn. Con cái của loài Birirusa trông giống như một con lợn bình thường. Nhưng còn những con Birirusa đực, khi chúng trưởng thành, chiếc răng nanh phát triển xoay trong hàm, đẩy qua vòng miệng theo hướng ngược lại. Sự thích ứng triệt để như vậy phải có một mục đích quan trọng, nhưng các nhà khoa học không chắc chắn điều đó thực sự là gì. Birirusa là động vật ăn tạp, nhưng chiếc răng trông có vẻ nguy hiểm đó không dùng để giết con mồi. Hay thậm chí nó cũng không được dùng để đào rễ cây. Cặp nanh này rất giòn và dễ cãi. Nó yếu đến mức khi những con đực chiến đấu, chúng sẽ giao chiến bằng hai chân trước và không để lộ răng. Những chiếc răng này thậm chí còn đem lại một vấn đề rất nghiêm trọng khi nó phát triển không ngừng và cắm thẳng vào hộp sọ của con vật. Ở những con đực già, chúng phải chịu sự đau đớn khi cặp răng này cuộn tròn về phía trán. Có một điều mà các nhà khoa học biết chắc là những con đực lớn hơn với răng nanh dài hơn sẽ thu hút nhiều bạn tình hơn. Con vật khổng lồ nhiều chân của khu rừng này là chủ đề của các truyền thuyết và thần thoại. Chỉ có một số ít đang còn tồn tại trong tự nhiên.
một con nhện Goliath săn chim. Nó đáng sợ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sải chân dài tới 30cm và nặng 0,2kg. Nó quá lớn so với một con nhện bình thường. Nhện Goliath săn chim và các loài động vật gặm nhấm nhỏ. Một chiếc móng vuốt nhằm giúp nó bám vào bất kỳ bề mặt nào. Khi một ngày sắp kết thúc, khu rừng vẫn sôi động và không có dấu hiệu nghỉ ngơi. Con mồi có mặt trong thực đơn của nhện Goliath cũng đang hoạt động. Loài nhện này có một đôi mắt nhỏ và khá yếu kém khi săn mồi về đêm. Vì vậy, nó dựa vào giác quan tốt nhất của mình là xúc giác. Hàng ngàn sợi lông mọc trên cơ thể cho phép nó phát hiện con mồi bằng cách cảm nhận các rung động. Ngay phía trước nó là một con tắc kè. Con bò sát bé nhỏ dường như không biết rằng nó chỉ cách con nhện lớn nhất thế giới chỉ vài inch. Khi cặp răng nanh khổng lồ của nhện Goliath đâm vào cơ thể nạn nhân, nọc độc gây tê được tiêm vào máu của nó. Rất nhanh chóng, các cơ quan của con mồi sẽ ngừng hoạt động và các enzyme trong nọc độc bắt đầu tiêu hóa nó từ trong ra ngoài. Đó là một cái chết khủng khiếp được gây ra bởi con nhện to lớn nhất thế giới. Sâu dưới đáy đại dương, giun cát hay sâu barbit đang chờ đợi con mồi tiếp theo với phần miệng lộ ra. Những chiếc móc cứng bằng xương sẵn sàng tìm và làm bất động con mồi. Nhưng cơn ác mộng thật sự vẫn chưa được nhìn thấy rõ ràng. Cơ thể thật sự của con giun cát vẫn còn đang nằm sâu hơn ở đáy đại dương. Nó như một con rết dài bằng cánh tay người lớn. Thậm chí với những con to lớn, chiều dài của nó có thể gấp đôi một người đàn ông trưởng thành. Khi màn đêm buông xuống, con giun khổng lồ bắt đầu hành động. Nhưng những con cá thì rất nhanh và kẻ săn mồi thì đang kiếm thức ăn trong mù quáng. Nó không có mắt hay não mà chỉ phản ứng khi một trong số các anten bắt được tín hiệu của con mồi. Tính kiên nhẫn sẽ giúp nó thành công. Cuộc đi săn mới chỉ bắt đầu. Đã đến lúc tìm kiếm một con mồi to hơn. Dưới đáy biển có vô số con giun cát và bất cứ con vật nào kiếm ăn dưới đáy biển cũng là con mồi lý tưởng cho chúng. Nếu con mồi là một loài cá có gai hay nọc độc thì cũng không thành vấn đề với chúng. Giun cát xuất hiện, tấn công và biến mất chỉ trong vài giây. Sau khi săn mồi thành công, chúng sẽ rút xuống lòng biển để nghỉ ngơi cho lần đi săn tiếp theo. Cứ mỗi mùa hè, mặt trời thiêu đốt lại biến phần lớn diện tích Ấn Độ thành một lò lửa. Mặt đất nứt nẻ thèm được cứu nguy khỏi cái nóng tột độ và cơn khát không thể thỏa mãn được lại xuất hiện. Mọi vũng nước đều quý giá. Và vũng nước này chẳng bao lâu nữa cũng sẽ biến mất. Ở Ấn Độ, người ta tin rằng khi chim công bắt đầu điệu nhảy thì mưa sắp sửa kéo đến. Nhưng những con công trống thường nhảy trong vô vọng và nhiệt độ thì cứ tăng lên cao hơn. Tuy nhiên, nếu không có cái nóng thì cũng chẳng có mưa. Vì khi những cột khí nóng bốc lên từ mặt đất sẽ mang theo gió mát từ biển thổi vào. Và những cơn gió này sẽ mang tới vị thần sự sống. Đó chính là gió mùa. Gió mùa, vị thần sự sống của Ấn Độ. Tháng 2 tại miền đông bắc Ấn Độ. Phải nhiều tháng nữa gió mùa mới tới. Cánh đồng ngập nước Kaziranga như đang khoác lên mình chiếc áo choàng sương đồng. Đây là một vùng thiên nhiên hoang dã đã được định hình nhờ những đợt gió mùa. Trong số các loài sinh vật sống dưới tác động của gió mùa, có hai trong số những loài động vật quý hiếm nhất tại Ấn Độ. Đó là trâu rừng châu Á và tê giác một sừng Ấn Độ. Con tê giác con này mới chỉ vài ngày tuổi. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào sự bảo vệ của mẹ. Và con tê giác mẹ là một vệ sĩ dữ dằn. Không ai được phép lại gần con của nó, ngay cả một con tê giác khác. Nhưng những con tê giác khác không phải là mối đe dọa thực sự đối với con tê giác con.
hổ mới là mối nguy hiểm thực sự, vì chúng bất chấp sự có mặt đáng sợ của tê giác mẹ để cướp đi con còn. Theo bản năng, con tê giác còn đi lên phía trước mẹ nó, giống như những loài tê giác khác. Tê giác Ấn Độ không có thị giác tốt, và cơ hội sống sót tốt nhất của tê giác còn là ở ngay trước mắt mẹ nó. Mỗi con tê giác còn đều quý giá. Hiện chỉ còn khoảng 2.000 con tê giác Ấn Độ còn lại trong tự nhiên, và 2/3 số đó sống tại vùng đất hoang sơ này của Ấn Độ. Trong màn sương sáng, từng hơi thở của chúng khiến chúng giống như những con rồng trung cổ. Kasiranga là một dải đầm lầy dài nằm xen giữa vùng đồi Haragat ở phía nam và con sông Brahmaputra ở phía bắc. Qua hàng triệu năm, con sông vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình số phận của cả vùng Kasiranga. Phù sa mà con sông mang lại cho cánh đồng vào mỗi kỳ gió mùa tạo cho vùng đất này sự phì nhiêu hiếm có. Một thiên đường cho các loài động vật to lớn. Những đồng cỏ xanh tươi bao phủ cả vùng Kasiranga chính là nơi sinh sống của một số đàn voi lớn nhất tại Ấn Độ. Cỏ có thể mọc cao trên 5 mét. Nơi đây tạo ra sự che chở cho tất cả các loài động vật và là nguồn thức ăn ổn định cho đàn voi. Tê giác thích gặm những loại cỏ thấp hơn trên đồng cỏ. Con tê giác cái này đang trong kỳ động dục và nó đang để lại một vệt nước tiểu có tác dụng lôi cuốn con đực. Cách đó gần 2 km, một con đực đã nhận được tín hiệu. Nó lần theo mùi hương như một con chó săn. Đối với con tê giác đực, tìm kiếm con cái chỉ là công việc ban đầu. Tê giác cái thường sống đơn lẻ và luôn có sự nghi ngờ đối với tất cả những con tê giác khác. Con đực thận trọng tiếp cận đối phương. Phản ứng ban đầu của con cái là đe dọa, nhưng sự hùng hổ của nó là một phần trong nghi thức tán tỉnh. Bước tiếp theo là một cuộc rượt đuổi dài. Đây là cách để nó thử thách dũng khí của con đực. Nó là kẻ quyết định nhịp độ và con tê giác đực phải tuân theo. Khi con đực đã chứng tỏ được sức chịu đựng của mình, nó sẽ cho phép con đực được giao phối. Quá trình giao phối có thể kéo dài vài giờ. Nếu giao phối thành công thì 16 tháng sau, con cái sẽ sinh con. Bị lôi cuốn bởi vệt tín hiệu của con cái, một con tê giác đực khác xuất hiện. Con cái đã thấm mệt trước sức nặng của con đực và nó đang cố đuổi con đực xuống. Nếu nó thành công thì kẻ thứ ba này sẽ có cơ hội. Nằm rải rác khắp vùng đồng cỏ là những hồ nước. Đây là nơi bắt cá ưa thích của những con bồ nông. Nước lũ của đợt gió mùa năm ngoái đã bổ sung thêm lượng nước và tôm cá cho các hồ. Khi mùa khô sắp tới, mực nước trong các hồ bắt đầu giảm dần, khiến cho tôm cá tập trung lại, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đàn bồ nông và cò vạc kiếm ăn. Chẳng bao lâu sau, lượng cá còn lại trong các hồ sẽ giảm và đàn chim lại phải chuyển đi. Vào tháng 4, tiết trời ngày càng nóng bức hơn và đa số các hồ nước đều khô cạn. Những hồ còn nước trở thành nơi hội tụ của những con tê giác đơn lẻ. Trong cái nóng oi bức ban ngày, chúng tìm đến những vũng nước còn lại và dầm mình xuống dưới nước. Trâu cũng thích đầm mình xuống nước để được mát mẻ. Bùn tạo cho chúng một lớp bảo vệ, ngăn các loài côn trùng khó chịu. Trâu thường sống thành đàn và thích tụ tập cùng nhau. Khác với loài trâu, tê giác có vẻ không được thân thiện cho lắm. Khi một con tê giác còn tò mò, nhận nhầm mẹ nó, thì tính khí nóng nảy liền bộc phát. Rất có thể sẽ có một trận chiến nhỏ xảy ra. Khi nhiệt độ tiếp tục gia tăng, không khí nóng kéo những đám mây mưa về. Nhưng đám mây tiền gió mùa này thường không mang lại thay đổi gì nhiều ngoài những cơn mưa phùn. Đó là thời gian dò đoán, một thời gian chờ đợi gió mùa tới. Gió mùa hè thường đến vào đầu tháng 6 và đi qua một tuyến đường đã được thiết lập trước. Gió mùa thổi tới Ấn Độ từ hai phía như hai cánh tay. Phía đông sẽ thổi vào từ vịnh Bengal, quét qua Kasiranga và vượt qua đó cho tới khi bị chặn lại bởi dãy Himalaya. Cánh tay phía tây tiến vào từ biển Ả Rập. Men theo mũi nam của Ấn Độ, tại đó nó bị chặn lại bởi rặng núi Naga phía tây. Trên những vùng cao nhất của dãy núi này là nơi sinh sống của một loài dê hoàng quý hiếm,
loài dê Nilgiri. Hầu hết thời gian trong năm, con cái và đàn con sống trong những đàn nhỏ tách biệt với con đực. Trong mùa khô, đàn dê liên tục di chuyển khắp các triền núi để tìm thức ăn. Với những con dê nhỏ, trong mùa hè đầu tiên, cuộc sống thật sự khó khăn. Đồng cỏ đã tàn lụi và sữa mẹ cũng dần cạn kiệt. Thật may mắn là đã có vài cơn mưa rào đầu mùa khiến cho một số cỏ bụi mọc chồi non mới. Nếu không có những bụi cỏ mới này, đa số đàn dê con không thể sống sót. Gió mùa không còn xa nữa. Nhưng bây giờ, đám mây duy nhất ở phía đường chân trời lại là đám mây khói bốc lên từ vụ cháy trên cánh đồng phía dưới. Trong cánh rừng khô như bấc, các vũng nước đang dần co lại. Những ao nước nhỏ đục ngầu do nhiều đàn voi đã đi qua nên khó có thể uống được. Nhưng ít nhất, loại nước này cũng giúp nó mát mẻ hơn. Ngọn lửa cứ lan rộng hàng ngày. Lửa lấy đi tất cả mọi thứ trên thảm rừng, phá hủy những ngọn cỏ và bụi cây cuối cùng. Lửa và sự khan hiếm thức ăn đã đẩy hầu hết đàn voi ra phía bìa rừng, nơi vẫn còn lại chút ít cỏ. Nhưng đối với loài vật ngốn tới 180 cân thức ăn mỗi ngày, thì lượng cỏ này còn quá ít ỏi. Đây là thời gian khó khăn nhất trong năm đối với đàn voi. Những con voi già và yếu sẽ không thể sống sót. Nhưng đây cũng là lúc kiếm ăn dễ dàng đối với đàn kền kền. Nhưng vận mệnh của các loài động vật sắp được thay đổi. Hiện là đầu tháng 6 và những cơn gió mát đang thổi lên từ phía tây nam. Từ ngoài khơi biển Ả Rập, gió mùa đã đến miền nam Ấn Độ. Từ bây giờ cho đến tháng 9, hầu như ngày nào trời cũng có mưa. Sự ám ảnh của mùa khô đã được phá vỡ và chẳng bao lâu nữa sẽ có vô số thức ăn và nước uống ở khắp mọi nơi. Khi đó, đàn voi lại có thể trở lại rừng. Những đám mây được gió mùa đẩy vào lục địa cho đến khi bị chặn lại bởi dãy núi Naga phía tây. Trong 4 tháng gió mùa, lượng mưa trút xuống các triền núi ở đây lên tới hơn 6.000mm. Qua hàng thiên niên kỷ, lượng mưa lớn này đã tạo ra một cánh rừng mưa xanh ngát. Trong khu rừng, mưa đánh thức sự sống. Loài rùa đất Ấn Độ đang trồi lên từ nơi trú ẩn. Trong mùa khô, chúng ẩn nấp dưới đám lá khô. Mưa đã tạo ra một mùa hoạt động mới cho các sinh vật trong rừng. Chẳng bao lâu nữa sẽ có đầy nước ở khắp nơi cho cóc đẻ trứng. Một con rết dài 15cm đang sục sạo lớp thảm rừng để tìm thức ăn. Chất độc tiết ra từ răng nanh của nó sẽ giết chết một con nhái nhanh chóng. Loài này rất phàm ăn. Trong vòng một giờ, nạn nhân của nó sẽ chẳng còn lại gì. Gió mùa mang lại sự thịnh vượng cho tất cả các loài sinh vật trong rừng. Trên tầng tán lá có vô số lựa chọn cho con khỉ đuôi sư tử. Đối với loài ăn quả, gió mùa đem lại cho chúng một bữa tiệc đặc biệt, đó là mít. Một quả mít sẽ giúp con khỉ này có đủ thức ăn trong cả ngày. Nước mưa đã dồn đầy các dòng suối và cả cánh rừng đang tràn trề nước. Sau mỗi cơn mưa rào, khu rừng ẩm lại tỏa hơi nước trở lại bầu khí quyển, bổ sung cho lượng nước rơi xuống vùng núi mà loài dê Nilgiri đang sinh sống. Đàn dê cái đã gia tăng hơn từ khi những con đực trưởng thành gia nhập. Những con dê đực còn được gọi là dê lưng ngựa, do có vết lông sáng màu trên lưng. Phần lớn thời gian trong năm, chúng sống trong những đàn độc thân. Chỉ khi vào mùa gió mùa, chúng mới gia nhập vào đàn dê cái. Mặc dù một số con dê cái vẫn đang trong thời kỳ nuôi con, nhưng hầu hết sẽ sớm sẵn sàng giao phối. Nhưng trước khi mùa giao phối bắt đầu, chúng phải ăn những ngọn cỏ mới mọc để cải thiện tình trạng của mình. Gió mùa hiện đã nổi lên dọc theo bờ biển phía tây miền nam Ấn Độ. Ở đó, mưa sẽ còn tiếp tục cho đến tháng 9, bị chặn lại bởi dãy núi cao. Những đám mây kéo đến bị đẩy lên phía bắc. Gió mùa sẽ đi hàng nghìn km lên phía tiểu lục địa, đến vùng đất nứt nẻ ở miền bắc Ấn Độ